đầm sau lưng rồi lấy vải vô bịch rồi. Mọi người có cái khuyên không? Coi chỗ cái đầm nó có cái khuyên không? Của chị Lan Điệp á, sạch Lan Điệp. Không. Và không có cái khuyên vi 250 Lan Điệp. Chị mới nhắn tin là cái đầm này đầm đất hiếm không chị? Hello. Hello mấy chị. Em đẩy cho nhà hả chị? Còn lắm rồi. Điều trang mà. Hello. Hôm nay em sẽ phun đồ ra, em sẽ like xả cho mấy chị ha. Để em về đồ mới nha mấy chị nha. Mấy chị đợi em. Đợi em. Màu lắm màu gì vậy? Cho em xin lượt chia sẻ nha mấy chị. Cho xin lượt chia sẻ quý vị ơi. Cho em xin lượt chia sẻ. Mấy cái này là mẫu đầm cũ đắp chéo nè mấy chị. Mấy cái này mà mấy chị mà mặc lên phơm nó đẹp dữ dằn lắm đây. Mấy cái mẫu đầm cũ đắp chéo này khi mấy chị mặc lên, em nói với mấy chị là cỡ nào cũng sang. Sang lắm. Mấy cái đầm này nè. Để kiếm sao cho chị lên chị. Đầm xưa chữ. Trời ơi, mắm em hổ này là mặc vô ghiền nè. Cái này 250 nữa nè. 250 cộng 250 chị lấy gì luôn ờ của chị Lan Điệp luôn cộng 250 không tính xét nha. 250 cộng 250 trừ 300 là tổng cộng 500 trừ 300 là thua 200 rồi có nốt luôn rồi đó rồi cứ đưa ra thôi cho em xin lượt chia sẻ nha mấy chị nha. À, sẵn lấy cái bao đầm cổ đất chiếu lên thì em sẽ xả cái bao này, à, em sẽ like cái bao này trước cho mấy chị nha. Em sẽ like cái bao đầm đắp chéo này trước cho mấy chị ha. Đó. À, đầm đắp chéo này thì mỗi mẫu nó có một con, nhưng mà cái tay nó thì hạn chế đó. À, vì mỗi mẫu có 1, 2, 3 con rồi. Có mẫu nó có 1 con rồi, lấy móc gỗ, Ti lấy 2 móc gỗ bỏ lên đây. 2 móc gỗ với lại Ti lấy cái bao, để bỏ cái bao lên luôn à. Sẵn lấy 2 cái bao vô, một bao bỏ đây với bao bỏ đồ lỡ em mình. Rồi. Em lên mấy chị mã đắp chéo nha. Lên mấy chị mã đầm đắp chéo cũ. Còn hết bao đó nhớ bán. Mã này mấy chị rất là dễ mặc đồ nha. Mã này cực kỳ mặc dễ mặc đồ luôn mấy chị ơi. Cho em xin lượt chia sẻ live stream nha mấy chị. Cho em xin một lượt chia sẻ live stream nha mấy chị nha. Cho em xin một lượt chia sẻ live stream. Cảm ơn chị Hạnh Nguyên, chị Bùi Thảo nè. Em cảm ơn chị Hạnh Nguyên với chị Bùi Thảo nè. Cảm ơn chị Thể Thao Thanh Y nè. Cảm ơn mấy chế. Vậy là qua lại liền. Cái mấy cái mã này chị Bùi Thảo mặc rất là đẹp nha. Nó chỉ có 250, cái nào có khuy thì nó 28. Nhưng mà thực sự là mấy mẫu này chị Bùi Thảo mặc rất là đẹp. Đúng với em nói chị vừa đẹp mà vừa sang đúng tuổi luôn mà dễ thương cực kỳ luôn. Là những cái mẫu này nè. Mẫu hoa vàng này là còn cỡ dưới 73kg nha, mấy chị thấy cổ đắp chéo không? Mẫu hoa vàng này dưới 73-74kg ha. Mẫu hoa vàng này có khuyên cho nên 208. Mẫu này dưới 73-74kg. Cho nên chị nào chốt mã này thì chốt lên giúp dùm em. Em lên cho mấy chị một mã thổ cẩm xanh. Mã này mấy chị đi tiệc được nha, mấy chị coi cái vải nó đẹp không? Cái phần vải nó đẹp. Mã này mấy chị đi tiệc được nha, mà tội mỗi tội là mã này nó hơi lớn. Mã này nó còn cỡ từ 78kg đến 90kg mã này. 78kg đến 90 hoặc 93-94kg mã này rất là đẹp. Chị nào chốt mã này chốt lên giúp giùm em mã họa tiết xanh. Mã họa tiết xanh nha mấy chị nha. Rồi đầm này size 18 nè, đầm này tương đương 90kg, 80kg đến 93kg ha. Tại vì cái này thun lai dông co giãn rất là nhiều. Đầm này là họa tiết vàng, đầm này hồi bữa là khách truy tìm nhiều nhất. Và đầm này thì 250, đầm này không có quen.
Đầm này 75kg đến 92-93kg đầm họa tiết vàng. Chị nào chốt họa tiết vàng chốt lên giúp dùm em họa tiết vàng nha mấy chị nha. Chế nào chốt họa tiết vàng thì chốt lên giúp dùm em ha. À, cho em xem đầm đen đi thì để chị coi nhung thử hồi nãy nhung. Dạ 250 chị Thảo ơi. Còn cái nào mà nó có cái khoen là 280 nha chị Thảo. Để chị mới thấy nhung nhắn tin mà chị chưa đọc thì để chị vô chị đọc nè nhung. À nhung lấy đầm ngọc trai không? Nhung lấy đầm ngọc trai sẵn không chị? Có hàng sẵn nha. Hai mẫu em gửi đều có hàng sẵn nha nhung ơi. Cái con đầm ngọc trai đó cực kỳ đẹp. Cái con đầm tây tây hình như tháo rồi. Tây lấy cái con đầm ngọc trai mà cũ này nè. Lấy sấy trên lờ xuống luôn chị cho vô. Mấy nhung coi rồi nó chốt luôn. Với lại bộ này là tây. Bộ này nè. Hai bộ. Bộ này rồi với cái đầm trắng rồi đúng không? Đúng rồi. Với đầm đen nhung với đầm gì màu trắng không nọ XL. Chủ nhật đi đám mà giờ mới báo. Không biết mai nó tới không? Chứ bữa nay thứ bảy rồi. Nếu mà được thì chút nữa em là chị làm bill em chị chạy ra giao hàng nhanh chị đưa cái cục đó luôn. Đó, 75kg hả chị? Dạ để em lên cái nào 75kg em nói chị Thảo nha. Chị Thảo 75kg hả? Con này size M nè, con này có khoen nè. Con này có khoen thì 250. Dạ con này size từ 60 nha. Con này size 60 đến 70kg có khoen. Caro đỏ. Con này thun co giãn 4 chiều đẹp lắm chị Thảo. Mấy con này mấy chị mặc vô không có chê được điểm nào á. Không hề chê được một điểm nào luôn nha. Mấy con này mấy chị mặc vô là mê. Mê dữ lắm. Dạ để em lên một con thuộc anh thanh con này. Để em nói mấy chị đi tìm được này. Tại vì con này cái form nó đẹp lắm. Con này cũng size một ít size lớn rồi. À, đầm đá phía sau viền tay trắng cho em coi. Đầm đá. Viền đầm đá. Tay đầm đá trắng hả? Em về Quảng Ngãi đang vô giờ cầu mới nhờ. Chủ nhật đi họ em lo không kịp luôn. Trời quỷ nè. Nhưng mà tự cảm ơn mày là tại vì là khi mà còn hàng thì vẫn đi kiếm chị đó. Khi còn hàng là vẫn đi kiếm chị là tao biết mày nhớ tới chị là tao mừng lắm rồi. Đầm này đẹp lắm nha Ái Duyên. Đầm này 280 mà vải cực kỳ đẹp nè. Đầm này đẹp lắm. Đầm này coi như là bán sạch sẽ rồi đó. Sau này may thêm cho sĩ thì lấy vài cái này thôi. Cái đầm đó ba màu bán sạch sẽ luôn á. Đầm màu da hả? À đầm màu da tay trắng á, tay sát bên vô luôn. Đó đúng rồi đó. Đầm này gu của Ái Duyên. Đầm này 280 gu Ái Duyên vải co giãn. Tao biết đầm này gu của mày luôn á Ái Duyên. Ở dưới nó làm đẹp không? Ở dưới nó làm cực kỳ đẹp luôn. Đó. Tuy ơn. Tại vì ở dưới chân giường chị á Tuy. Nó có một ụn đồ sát bên cái bó hoa vàng á. Bó hôm qua chị chụp á. Mày đem những con đầm nó qua đây để chị cho. Để chị cho ăn nhung nó coi. Coi đi rồi chị chạy ra chị gửi hàng cho mày cho. Chị gửi cục hàng cho mày cho. Đây nè. Chị Thảo con ở đây không chị Thảo? À, nhung đợi chị 2 phút nha. Chị cho chị Thảo coi cái đầm này. Chị cho Nhung coi liền. Với lại để đem cái đầm rin dài của chị. Trời ơi đầm rin dài được có 2 con. Khách lấy rồi chị. Khách lấy hồi từ hồi khuya à. Vừa đăng lên là khách lấy từ hồi lúc 2-3 giờ sáng à. Ờ à, ok chị Nhung đợi chị chút nha. Đầm này cũng cổ đất chéo nè. Chị Thảo còn ở đây không? Đầm này cổ đất chéo nè chị. Dạ đầm này phơm còn cỡ 75-85kg. Đầm cổ đắp chéo này phơm 75-85kg nha chị nha. Đó. Mà mấy chị coi cái vân màu nó đẹp lắm. Chốt giùm em vân trắng đi. Ha. Chốt giùm em vân trắng. Nhung đợi chị một phút nha. Chị lấy mấy cái đầm tối qua chị thử á. Có nhiều mẫu cưng lắm. Ồ, chị mặc lên là biết liền cưng lắm. Còn cái đây là caro cà phê sữa nè mấy chị. Hello chị Nguyễn Nhiên. Cái này là caro cà phê sữa nè. Caro cà phê sữa nha mấy chị nha. Chị đang chốt caro cà phê sữa, chốt giùm em con này phải từ 80kg. Con này nếu đẹp là 80kg đến 90kg sẽ đẹp ha. Con này là vân hoa xanh. Con này là vân xanh nè mấy chị, vân beo á. Con này vân beo. Con này vân beo nha mấy chị nha. Con này cái vân này mặc lên em nói mấy chị đẹp lắm. Đầm nhung đỏ phía sau, vải nó không co giãn chị. Vải nó co giãn nhưng mà chỉ có 30% thôi. Nhưng mà em may chung thun. Và cái chỗ khuyết eo này nè. Nhung sao nhung trần không lấy cái đầm khoét eo về nhung hơi bị đẹp nha nhung nha. Với lại cái đầm ngọc trai mà tay cánh tiên để chị lấy xuống cho nhung coi cái đầm đó mặc đi cưới nó mới đẹp chứ em lấy cái bộ kia
cái bộ này nè em mặc đi đâu chơi đồ em mặc đồ nói chung là cũng sang, ngồi bàn cũng sang, nhưng mà để cái độ đầm đẹp á là em phải giúp những cái con có ngọc trai mà đồng đỏ hoặc đầm đen nhung á, khi đi tiệc khi đi cưới nó sang lắm. Rồi đầm này là đầm tiết xanh, đầm này từ 75 kg đến 85 kg nha. Đó, 75 kg. Giờ chị Thảo không nói chuyện thì em sẽ lấy đầm cho bé Nhung nha. Rồi bé Nhung lấy cái đầm ký L phải không Nhung? Đây nè, đầm Nhung này, đầm Nhung này em mặc cũng được nè, nhưng mà những cái mẫu đầm Nhung này em đi tiệm nó sang lắm, em đi tiệm nó cực kỳ sang nè, đẹp chưa? Trời ơi, khi con lên con phơm đầm này nó đẹp lắm em. Con đầm này khi em lên phơm, chị nói với em nó xuất sắc và nó hoàn hảo 10 điểm luôn. Nó cưng lắm, nó vừa xuất sắc mà nó vừa hoàn hảo ở điểm 10 nha chị nha, Nhan Nhung nha. Cho nên con này mà Nhung chốt là hơi bị ghiền. 300 ngàn con này, tụi con nghỉ đi 2 giờ tụi con xuống. 300 ngàn con này nha. Đây là con của Nhung nè. Đem đầm gì? À đem xuống, con đem xuống đây cho Út Lai. Đầm này 300 của bé Nhung nè. Để Quỳnh bỏ dùm cho Út đầm này vô con. Ờ, à, của chị Nhung Trần á. Là Nhung được hai cái đầm nha. Tuy ơi, Tuy lấy cái đầm mà hồi nãy màu da mà cái tay viền trắng thấy L cho Nhung ơi. L là 80 kg. À, L 80 kg. Chốt em là Nhung có hai đầm rồi, một mã này của Nhung nữa nè. Rồi sẵn cho Nhung coi luôn nha. Nói chung là nhà bên em hàng nhiều quá mấy chị. Rồi đây nè, cái bộ này thì hơi bị sang. Cái bộ này em đừng có để cổ cao nha, em về em mở cái cổ này xuống, đừng có để cổ cao ha. Bộ này cực kỳ sang. Bộ này mà ngồi bàn với lại mang giày khoảng cỡ 3 phân là lên bao đỉnh luôn. Là bộ này nè mấy chị. Hơi bị sang nha. Bộ này là chân váy quần. Mấy chị lưu ý, bộ này là chân váy quần. Mấy chị lưu ý giúp em nha. Mà bộ này thì 260. Bộ caro áo sơ mi chân váy quần. Đó. Em có chốt bộ này thì chốt, còn không chốt thì cũng báo chị để chị đi cất nha Nhung nha. Đấy. Chờ lên cái con đầm đẹp. Nói chung là con này phơm đẹp lắm. Con này phơm cực kỳ đẹp nha. Con này đẹp lắm. Ờ đúng rồi, thầy ấy là chị nói hồi nãy chị có nói. Không ai bán hàng cho tao đâu. Nào được mới được à. Nó chốt cho Nhung Trần đi. Nói luôn Nhung Trần nghe chưa. Hay là em không muốn coi thêm đầm không? Em không muốn coi thêm đầm không? Chị lên cái đầm Việt Nam xuất khẩu tối qua giờ. Chị nào muốn lên thì báo em nha. Nãy này chúng đi cất lại. Đây là Trần 280. Mãi này nó bị rớt một lúc. Mãi này à, Quỳnh ơi. Mãi này à, ấy lại đây chiều và cô Trang cũng khớp lại. Chiều và cô Trang khớp lại. Đầm Nhung nó còn xấy trên L đấy heo ơi. Đầm Nhung nó còn xấy trên L. Hình như cái đầm đang quay Út đêm về coi hai bên không thử. Đầm Nhung không quan quẹo kéo bung kéo cái đồ coi dễ mà giả dạ, đầm ngọc trai đó em còn từ size 60 đến 100 kg nha bé heo. Chị bé heo muốn chốt cái gì chị bé heo chốt ha. Chị bé heo muốn chốt thì chị bé heo chốt. Chị nào mà 100 kg mà đi chốt cái con đầm sơ mi này nè ghiền lắm. Vậy em nói thiệt. Dạ 300 đúng rồi, cái đầm ngọc trai mà của bé chị Nhung mới chốt phải không? Đầm ngọc trai Nhung mới chốt hồi nãy là ngọc trai đây nè. Ngọc trai viền trên cổ nè. XL. XL. Trời ơi em nói thiệt với mấy chị nha, cái con tối qua cái bao đầm. Chị nào 100 kg chốt cái con đầm beo này em nói mấy chị ghiền lắm luôn. Chị nào 100 kg mà chốt con đầm beo này giờ chị có phê thôi mà chị Huệ Phương không chịu chốt. Cái con này nó làm cái chất vải. Nó giống như vải đuổi. Ừ không phải vải đuổi, vải đuổi nó không mịn mà mát cái thằng này. Nó giống như là vải vải gì ta? Nó giống như là linen hay cái gì đó. Ha. Nhưng mà cái vải này nó đẹp lắm mấy chị. Cái vải đẹp nhưng mà size 100 kg nha mấy chị nha. Con này size 100 kg. Tối qua có bao đầm size 100 kg đâu rồi. Công chị đầm đen kia kìa. Dạ đầm đen nào chị, đây đây. Phải đầm đen viền cổ Nhung lấy không? Hay là cái đầm đen mà cái đầm đen sau lưng chị, đưa đây con.
Hay là đầm đen này chị? Hay là đầm đen này chị ơi? Đầm đen khoét eo. Chị muốn lấy đầm đen nào thì báo. Không có ngọc trai. Đầm đen mà không có ngọc trai là nãy giờ lên mẫu nào. Đây đầm nãy mẫu đó nãy giờ chưa lên mà mình tới đầm riêng chiếu á, chiếu cũ. Đầm nãy giờ lên mẫu nào mà đầm đen chiếu cũ. Thì nó nãy giờ chưa lên. Trời ơi, đầm đen nào nãy giờ em lên đầm đen nào mà không có ngọc trai ta? Đầm đen nào mà không có ngọc trai chị? Đầm đen nào nãy giờ em lên mà đầm đen không có ngọc trai? Nãy giờ em chưa lên mẫu nào không có ngọc trai luôn. Tối qua có cái đầm nào trăm ký không ta? Mấy giờ con học? Con xếp vô con ghi là hàng lỗi của Trang. Đầm này trăm ký bỏ riêng nè. Đầm đầu tiên á chị, em nhầm. Đầm đầu tiên em lên hả? Từ từ nha, để em suy nghĩ thử nãy đầm đầu tiên em lên là mẫu nào. Lên đầm đầu tiên em lên. Đầm đầu tiên em lên là đầm đắp chéo cổ, nó không có màu đen. Đầm gửi cho em. Nhưng mà em chưa nhớ cái đầm đó chị ơi. Em có con dâm này, Nhung lấy con dâm này không Nhung? Dâm này là 60-80kg nè. Dâm, hai dâm này là dòng đẹp lắm. Dâm, chị nào chốt dùm em nha, 60-80kg. Dâm này là bao đẹp nha mấy chị, vải đẹp lắm. 60-80kg dâm 160 sale. Con này mã sale là 160. Tại em chưa nhớ cho nên em chưa thể chốt với chị được nha. Em chưa thể nhớ cái mẫu nào mà đầu like ra. Chị có nhầm không ha? Chị có nhầm không chị? Với nãy giờ em chưa lên mẫu đen nào mà. Không ấy thì chị chụp hình ơi, chị chụp hình vô tin nhắn đi em soạn nha. Mã dâm này nó có nhiều màu lắm. Đây là màu, đây là màu loan đen nha mấy chị, đây là màu loan đen. Em có dâm đen nhưng mà dâm đen này nó không co giãn cho nên 60-75kg thôi. Ha, 60-75kg dâm này. Chị nào chốt dâm này thì chốt lên giúp giùm em dâm đen nha mấy chị nha. Chị nào chốt dâm đen chốt lên giùm em giá 160.000. 160.000 dâm đen nha mấy chị. Đó, chị nào chốt dâm đen thì chốt lên giúp giùm em dâm đen ha. Đây là một con đầm. Nhưng mà khoảng cỡ của không có ngọc trai. Rồi có ngọc trai. Không có, hồi nãy chị nói là đầm không có ngọc trai. Mà giờ chị nói đầm có ngọc trai. Là cái nào chị bé heo ơi? Chị làm em bị rối loạn tiền đình á. À, chị làm em bị rối loạn tiền đình ở đầm nào ta? Cái này là ngọc trai, chốt giùm em ngon. Chốt giùm em đầm ngọc trai cổ nè. À, cái này là chốt giùm em đầm ngọc trai cổ nè. Ngọc trai cổ nhưng mà có khuyên lịch ở giữa đẹp lắm. Con này đi tiệc là nhất hàng. Ha, con này đi tiệc là em nói mấy chị là nhức nách luôn á. Ha, nè, bỏ vô cái bịch này lại đi tí. À, chị lấy cái mã nào thì chị lấy giúp em nha. Em lên tiếp cho mấy chị một cái mã đầm hoa đen. Hồi nãy giờ dâm 80kg chị Hồng Mùi. Chị Hồng Mùi ơi, chị nhiêu ký ơi, chị tám, chị nhiêu ký, chị Hồng Mùi lên chiều cao con nặng đi rồi em chốt dâm cho nha. Tại dâm đó là mặc theo cái độ giãn của hàng La Dông. Em có một con đầm hoa đen 250 nè, bên này chít eo nè mấy chị thấy không? Bên này lại làm nhúng nhúng để khi mấy chị mặc ra nó không có bị ló bụng ha. Con này 60-70kg. Ngọc trai cổ đúng không vậy? Đúng là ít lờ luôn. Ờ thì nãy em kêu ngọc trai cổ trên lờ của bé heo á, ngọc trai cổ. Dạ con đầm hoa này 250, con này 60-72kg của chị bé heo, tin được không? Chị bé heo này 179 Bình Dương 300. Mày đọc vậy đi. Chị. Dạ em có địa chỉ số điện thoại chị rồi, đừng cho nữa. 1m58, 80kg. Chị Hồng Mùi mặc ôm được không? Mặc ôm được sẽ lấy được, còn mặc ôm không được thì đừng lấy. Không, em bán là em rất là tuyệt tình, mặc ôm được thì lấy. Đồng, nè mấy chị, em cho chị coi nè. Cái vải La Dông này cái độ giãn nó kinh lắm. Cái độ giãn nó kinh nhưng mà con dung này mấy chị mặc lên nó gọn lắm mấy chị. Mặc lên gọn lắm nè. Em 80kg nè chị nè, chị coi bìa ngang nè. Đó, nó ra một miếng luôn, chị mặc ôm được chị hãy lấy nha. Ôm mà không có kiểu ôm bó nha chị Hồng Mùi. Rồi 160 của chị Hồng Mùi này, nhắn tin xin địa chỉ số điện thoại đi. Vậy chị bé heo ơi, chị khách cũ á, chị đừng cho đi địa chỉ số hội trên đây chị. Nó có mấy màu lần chị Hồng Mùi chừng nào ok thì em cho coi thêm mẫu chị nha. Hồng Mùi 160. Cái mã đầm mà tối hôm qua em chụp mà cái bụng em nó ưng cực kỳ luôn. Cái mã đầm mà hôm qua em chụp là cái bụng em nó ưng cực kỳ luôn. Nè chị bé heo nè. Chị bé heo lấy con này là vải đẹp kinh.
Em nói thiệt, vải đẹp mà mềm mà mịn mà đã lắm nè. Mấy chị coi thun lưới nó may đã không? Thun lưới mà nó may đồ coi vậy, mấy chị coi màu vải nè. Mấy chị coi màu vải của con đầm nè. Con đầm này nó nhìn hay lắm. Con đầm này 250 nghe mà em nói mấy chị nhìn hay cực. Ở trên này là nó làm nhúng nè. Đã vải đã mềm còn làm nhúng rồi, còn ở dưới nè. Mấy chị thấy phơm nó làm đẹp không? Phơm nó làm đẹp quá trời luôn. Trời ơi, em nói mấy chị em 80kg hôm qua em mặc size 14 lên. Hơi bị đẹp, con này 250 ngàn đồng này không chúa, mà đồng này mấy chị mặc á. Nó ra dáng tiểu thư, đồng này có size từ 60 đến 85kg đồng này. Chị nào chốt đồng này, chốt giúp giùm em đồng ha. Đồng chốt giùm em đồng họa tiết ngựa. Họa tiết ngựa nha mấy chị nha. Chị nào chốt họa tiết ngựa, chốt giùm em. Con hút cái mãi, con hút cái mãi đồng dây chéo này vô đây, đẩy ra sau lưng luôn. Cho có chỗ lai ống quăng đồ. Lên tiếp nè, đầm sơ cây nè mấy chị, đầm này 350 nha. Sơ cây 350. Chị nào chốt sơ cây 350. Của nó đó con. Nhiều nó nha, đừng có đụng vô cái đầm lên tiếp. Em lên cho mấy chị sơ cây 350. Con này chị nào mà khoảng cỡ 82kg quốc đó cho em. Chị nào mà khoảng cỡ ký em á. Rồi mấy chị vào trang cá nhân của em, dưới 85, dưới 83, 84kg là được nha. Mấy chị vào trang cá nhân em, mấy chị coi em mặc cái con đầm này không sang, không ăn tiền. Mấy chị coi cái tay của nó nè. Trời ơi, đầm này mà có chị Nguyễn Trang Trang thích đó, là hốt con này. Em nói mấy chị hơi phê luôn. Đầm này là đầm sơ cây nha. Size 140 là tương đương 16-80kg, trên dưới 3-4kg vẫn vừa ha. Trên dưới con này 3-4kg vẫn vừa. Đây là đầm nhung ngày hôm qua về nè. Đầm này là đầm hàng xưởng nhà em. Đầm này có size từ 60 đến 100kg nha mấy chị. Đầm này hàng xưởng nhà em. Và đầm này có size từ 60 đến 100kg. 60 đến 100kg đầm nhung ngọc trai. 60 đến 100kg nha mấy chị nha. Chị nào chốt đầm này 60 đến 100kg chốt giùm em. Chốt giúp giùm em đầm nhung nha mấy chị. Đầm nhung tay. Chị nào chốt đầm nhung tay đẹp không mấy chị? Tay nó làm. Rồi đầm nhung này mà chị nào thích phong cách mà nhẹ nhàng á, mà quý phái mà, nói chung là em là hốt con này nha. Con này Ti ơi, lên lấy cái đầm này ba đẹp cho cô Bo. Nốt trên cái bịch vàng luôn. Nói trên cái bịch vàng của Bo là đợi chị khỏi mới đi hàng. Nói chung là mấy má bơm hàng là đợi chị khỏi mới đi hàng trước hết. Lấy tôi nói sao ít lên bê cho cô Bo. Nè đưa con này lên ghi từ tới tôi. Từ từ ghi con này ít lên đem cất đi. Để lấy con size L like cho lấy con. Cho chị xem lại đầm sơ cây. Trời ơi đầm sơ cây em nói chị Phương đổ thôi. Vải đẹp mà phơm đẹp lắm. Đưa đầm sơ cây ngay chân tôi. Đầm này mà chị giờ chị gửi chiều nhận được không? Bà nội, hèn gì mà giờ gửi chiều nhận. Một khi bây giờ á, ví dụ như một bill, hai bill, họ tập kết lại phải chiều mới đi. Không có cái khúc nào mà chiều nhận đâu, chị này ở đâu vậy? Không có đâu chị. Đầm xanh tay dài này là size của chị Dung Kim, là chị với em là một size nè. Để chút em sửa kết lại. Đầm sơ cây, chị Phương Đô. Đây là đầm sơ cây, trời ơi con này em nói thiệt với mấy chị nha. Con này phơm hơi bị đỉnh luôn. Nó không phải tay dài mà nó kiểu tay sang lắm chị. Tay nó lửng lửng mà đã đính ngọc trai nè. Nó đính nè. Và chị vào chợ bay của em, chị coi có em đặt con đầm này lên đẹp lắm. Trời ơi, trời ơi sao không đi chốt trước 1-2 ngày. Mấy má làm con chạy tụt quần luôn á. Chị muốn tí xíu gửi, em sẽ tí xíu gửi hàng cho chị bé heo nha. Hai đứa lấy cái bill trong kia của bé heo với lại bill của Nhung á, làm bill cho Út quen. Dạ. Rồi 350 của Dung Kim Ngô Thị. Ở trong đó còn mấy con. Rồi con kê sau đây con lôi đầm nó lên cho Út nha. Cái này là của chị Dung Kim. Ừ, Dung Kim Ngô Thị Út qua rồi. Út yên này đó. Chị Phương Đô từ từ yên. Chị Phương Đô từ từ. Từ từ đưa xử hàng. Từ lấy hàng đi. Đi ra sau cái môi mấy cái con đầm sơ cây này lên cho chị. Con đầm sơ cây đó chị mặc vô cái form em nói chị sang á. Con đầm nó để dành đi tiệc bao sang luôn. Không còn phải xa hoa cầu kỳ hết á. Không cần xa hoa cầu kỳ mà cái form tự nhiên cái form đầm nó mặc lên tự khắc nó sang mấy chị ha. Tự khắc là nó sang thôi. Cái con đầm này là em nói thật với mấy chị là hôm qua giờ em kết lắm nha. Em kết lắm tại vì cái chất vải nó rất là đã. Nó làm thun lưới mà nó lót thun ở trong nó cũng đã nữa. Là con đầm này nè. Hello, lâu lắm rồi chị Nguyễn Hai Quân. Chị đi đâu vậy chị Nguyễn Hai Quân? Chị đi đâu vậy chị? Rồi đầm về bao sơ cây nó có trong đó. Nó đó đó đi. Rồi quăng sơ cây ra chị Phương Đô 85kg thôi. Rồi chị Phương Đô là có view luôn rồi con. Chị Phương Đô là lo lên thêm mấy thêm. Đầm sơ cây. Rồi em lên cho mấy chị một con đầm. Ê, ở đâu ra mẹ đầm này đây?
Đây, ở đâu ra mẹ đầm body mà sung dán sung sung mà body mà ở sót lại đây. 250.000 đầm đen nha mấy chị nha. 250.000 đầm đen, con này 65 kg đến 80 kg. Ơi con này chốt nha, không chốt là Ý Yên dớt liền. Tại vì Ý Yên rất là mê những cái phơm đầm Việt Nam xuất khẩu này. Mà thực sự là mỗi mẫu nó có một cái thôi mấy chị ha. 60 đến 80 kg nè, chốt giùm em 250.000 nha mấy chị nha. Cái đầm đỏ sau lưng chị. Dạ đầm đỏ sau lưng chị Nguyễn Minh Anh muốn coi phải không? Rồi cho mượn đầm đỏ Ngọc Trai đi. Đầm này khoét eo đẹp lắm chị. Đầm này khoét eo đẹp vô cùng. Nó có màu đen và màu đỏ nha. Trời ơi coi cái like tối qua Yên mặc đi. Em mặc em ngồi em like con này là bao nhiêu là người thích luôn. Chị ơi khi mặc lên nó không có hở, nó không có lòi mỡ rồi nha chị. Nó lá đúng một cái đường trắng trắng ngay bụng cưng lắm chị. Nè là con đầm này nè. Hơi bị xinh nha. Tay là tay phòng nha. Ngọc Trai đính vuông. Và bên này là Ngọc Trai đính này để biết sao. Để cái ở đây nó có cái độ co giãn cho mấy chị khi mặc đầm nè, xinh lắm. Đầm này nó có màu đỏ ngọc trai và đẹp và nhung và đen ngọc trai nha, cho lên lại tìm. Đỏ ngọc trai và đen ngọc trai nha mấy chị nha. Dạ chị Nguyễn Minh Anh chốt size bao nhiêu? Dạ 3X cho chị Nguyễn Minh Anh. Ừ trời bữa giờ không mua hàng quên. Đầm đó 3X đi, đỏ ngọc trai. Nó có đen ngọc trai nữa Minh Anh ơi. Nó có đen ngọc trai nữa. Con ngồi vào nhỏ luôn. Mới về ngày hôm qua mấy chị. Mã này mới về ngày hôm qua nhưng mà nhung này là nhung mềm, nhung rũ tay, nhung sướng. Và nhung này đại khái là lên form rất là tiểu thư. Em có một đầm ngọc trai cổ đẹp lắm chị Minh Anh. Nè nhung mềm là đã không mấy chị. Nhung mềm, nhung mịn, nhung êm và nhung công chúa là con này. Đó, con này là đầm công chúa nè. Mềm, mịn, êm, công chúa là mã này nha mấy chị nha. Rồi lấy đỏ 3X nè. Tuy ơi cho chị hai cái con ngọc trai cổ mà hồi bữa bán nhiều á Tuy ạ. Ngọc trai cổ này nè, nó lâu rồi hả? Nó hết size L rồi. Nè rồi cái đây của chị à. À của Nguyễn Minh Anh đúng rồi. Dạ chị Yên. Chị Yên nhung có size tới 100 kg hết đó chị Giang. Cái đầm này gọi là đầm nhung mềm nha. Nói chung là tất cả những mẫu đầm ở sau đều có size tới 100 kg hết. Mà em nói chị Giang nha, những con đầm này mặc lên cực kỳ modern, cực kỳ trẻ trung và cực kỳ đẹp. Sang lắm ha. Dạ ok chị. Dạ lên đầm nữa con chị Phương Đô. Hôm giờ chị Phương Đô mua đầm này chưa? Trời ơi chị đầm đen mà giờ đi hỏi đầm. Tôi nói thiệt cuộc đời tôi từ khi bán rin tới giờ á, hôm qua dớp được 3 con đầm rin. Dớp được đúng 3 con đầm rin. Là coi như bán từ hồi lúc 3 giờ khuya à Dung Phương ơi. Ở khách đặt từ em đăng lúc 2 giờ mấy khuya, em chụp hình xong là 2 giờ mấy khuya là em đăng lên là khách đã chốt từ 3 giờ khuya. 3 giờ khuya là hai con đầm, ba con đầm rin nó hết sạch luôn á. Em nói thật là chưa bao giờ em cầm một cái mẫu đầm rin mà nó đẹp như vậy. Hồi bữa em kêu con sưởng, em đang kêu con sưởng em may đầm rin yếm đẹp lắm. Nhưng mà không có cũng vải cũng không có co giãn. Nhưng mà chắc không cỡ một tuần nữa mới có nha. Cho con cái đen nhung không rồi đợi em chút. Tuy ơi cho thêm một cái con đen nhung size L lên đây. Cái con đang treo ở size L lên. Đây là đầm này nè. Đầm này chị Phương Đô vừa đầm này mà chị Phương Đô biết không. Đầm này nó là vải của CK á. Vải đã lắm chị. Vải đã lắm mà nó cái form nó đẹp cực kỳ nè. Chị coi form nè. Đó. Chị coi form đẹp không. Đầm này chị Dung Kim Ngô Thị lấy cũng được nè. Con này đẹp lắm, con này khi mấy chị mặc lên mấy chị cột qua cái tà này rất là đẹp luôn. Thì hiểu ý em không chị? Ủa nói gì hiểu ý? Vậy chị lấy đỏ ngọc trai, đen và nhung mềm màu đỏ. Vậy chị lấy đỏ ngọc trai. Thì em lấy cho chị cái đỏ ngọc trai khuyết eo rồi. Và lấy một con nhung mềm màu đỏ là con nhung mềm này nữa đúng không chị? Rồi lấy con nhung mềm này 3X nè. Lấy con nhung mềm này tối hôm qua về 3X cho chị Minh Anh đúng không chị? Là chị Minh Anh hai con màu đỏ, một con màu đỏ. Đúng không vậy ta? Đọc lại nha. Dạ chị, cái chị về hỏi ốc quá. Chị Thu Hằng đợi em một phút nha. Đưa nhung đen ấy, đưa nhung đen cho các con đỏ. Còn con đi nghỉ đi, 2 giờ like đi ơi. Đây nè, đen này chị Thu Giang. Lấy con này 2 cho Thu Giang. Không phải ý là à đã ngọc trai đầu tiên giờ đổi qua màu đen. Rồi lấy lại của Nguyễn Minh Anh đi. Với lại con nhung đỏ đây.
đổi con này đi, lấy con ngọc trai nách, ngọc trai eo size 3 x mà 100 kg, con ngọc trai nách, con ngọc trai eo này lấy size màu đen size 3 x rồi, với lại một con nhung mềm 3 x đúng không, đúng không cục cưng? Ừ đúng. Dạ đầm nhung đó, đầm nhung đỏ mềm eo 85 của Nguyễn Hà. Dạ có chị, size L của chị Nguyễn Hà nha. Rồi ba điện từ của bỏ vô cái này trước đi, cứ 300 á. Rồi còn một con nhung, nhung eo nữa, rồi lấy một con, rồi con đầm nhung đỏ này eo 85, con này là phân rộng nha chị Hà, Hà lưu ý giúp em nha. Rồi 300 size L của chị Hà nè, 300 đầm nhung mềm size L của đầm này, mặc giống như mặc kiểu tiểu thư dễ thương nhẹ nhàng vậy đó. 300 của Nguyễn Hà con, coi in ra đọc tên cho đúng nha. Lên đầm chữ A thử đầm sơ cây á. Cái đầm này á nha chị, ủa cái đầm này em có hình mà em mặc chị không để hả? À, lên đầm chữ A thử đầm sơ cây á là sao chị Phương Đô? Rồi đen 3 x của hai, rồi lấy cho chị Thu Giang chưa vậy? Rồi Thu Giang đen 2 x, Thu Giang đen 2 x, đen 2 x của Thu Giang này. Con yên Thu Giang chưa? Để Úc Vinh nha. Rồi Thu Giang 2 x 300 nè. Dạ ok chị, ok chị Minh Anh. Có hàng không? Chị gửi về bưu điện bên Viettel. Không, một là bưu điện, một là VNPost, hai là giao hàng nhanh nha chị, bưu điện nha chứ không phải Viettel. Tại nhà em chỉ làm hai bên đó thôi. Thử mẫu này á hả chị ha? Em gửi hình để chị Phương Đô coi khỏi thử. À, đen ngọc trai eo 85 kg hay là eo 85 gái? Ừ eo 85, size L của Trang Trần. Đen ngọc trai eo, đen ngọc trai eo size L của chế Trang Trần, con tự in đi con. Dạ em gửi cho chị nè. Em có mặc con này xinh lắm chị Phương. Mà em nói chị là cái vải đây nó bao đẹp, cái vải đẹp cực kỳ luôn chị, vải đẹp không có lối thoát luôn của chị Trang Trần. Coi chị nào chưa có địa chỉ số điện thoại xin lên nha mấy đứa. Chị Hà, chị Trang này eo 86 có rồi nè. Em mới gửi hình cho chị, chị vào chị coi đi. Rồi con đầm này dành cho những chị mà thích đi biển phóng khoáng nè. Đầm này 250 ha, đầm này 250 mấy chị đi biển phóng khoáng, nói chung là xinh lắm. Em xinh mà em ngồi hầm xình nó cũng xinh nha mấy chị. Ý yên mặc cái đầm này lên đẹp mê. 250 nè, nó làm đẹp không? Nhưng mà con này free size nha, con này giống như 65 kg đến 85 kg là hết mát nha, hết mát. Cái đầm này hôm qua bé nó thử đẹp lắm, nó có cái nơi gì luôn hả con? Hết hồn, nó ủa sao cầm. Rồi em lên cho mấy chị một đầm đi biển mã vàng, con này 250 nha mấy chị nha, con này 250. Em định cho bung hàng trên kia xuống mà, đây mấy chị ơi 250 nè. Mấy chị để ý giúp em nha. Đầm này 250 ngàn mấy chị, 250 ngàn đầm này. Hơi bị xinh nha. Ôi xuất sắc chưa. Màu cũng đẹp mà phơm cũng đẹp. Con này mà đi biển với đi tiệc là mấy chị phê lòi luôn á mấy chị. Đi biển mà đi tiệc phê lòi. Con này dưới 74 kg, con này dưới 74 kg. Em có nói với mấy chị nha, con này phơm chuẩn là 74 kg, tại vì size 12. Chốt giùm em là đầm vàng đi biển 250 size 12. Đầm vàng đi biển size 12 nha mấy chị nha. Đầm vàng đi biển size 12. Hai cái mã là ngọc trai cổ này nè. Hai cái mã đầm nhung ngọc trai cổ đỏ và đen này là em bán. Em nói với chị là em bán. Em bán đứt dít đổ tường luôn. Đây. Em bán cực kỳ nhiều mà mấy chị coi cái form nè. Không còn một cái size L nha. Em mua hàng chị gửi về kho trước, họ toàn mang trả lại thôi. Em mua hàng chị gửi về kho trước. Bây giờ em sẽ gửi bưu điện cho chị như hồi bữa giờ chị Giang, chứ em không có làm với Viettel. Tại vì làm bên nào em làm hai bên đầm đen. Số 11 ba lỗ còn không? Em mặc đâu có vừa lộ bằng thổ, con đó dưới 75 kg. Mà em thì mặc con đó không vừa, con đó thì còn. Nhưng mà con đó thì còn, nhưng mà này nè. Nhưng mà size cho những người size bé. Tại vì cái này hàng Quảng Châu á, lộ bằng thổ. Cái này hàng Quảng Châu nè, cái này chị nào mà còn cỡ, em nói thật sự luôn, 60 đến khoảng cỡ 75 kg là đẹp nha. 78 kg cũng vừa, nhưng mà 60 đến 75 kg thôi. Cái này là hàng Quảng Châu nè. Đó, hàng này là chị có chị Trang Trần nè. Đó, chị Nguyễn Hà nè.
Nguyễn Hà có địa chỉ số điện thoại chị mới đến nói rồi hả? Bắt cũ hả? À, cho nên là đầm đó chỉ có mấy cái chị mà 60 đến 75 kg là đẹp ha. Mấy chị coi form đầm đầm đen ngọc trai nè, mấy chị coi cái tay nè. Chị Giang hổm giờ mà không chốt mấy con đầm này là chị Giang tiếc lắm. Em nói thiệt con này mấy chị vô form coi con mẫu em đang mặc hơi bị sang. Vừa sang vừa đẹp vừa gọn vừa modern là con này. Ngọc trai cổ tay phòng. Con này em có hai màu mấy chị, để không khỏi thôi. Để mặc rồi để chút hai. Năm nay á mấy chị em có hai màu cũng là đen và đỏ, tại năm nay mốt màu hai màu này cho nên em lên hai màu này cho mấy chị. Áo đầm á chị bé heo, đầm á chứ không phải áo, đây là ngọc trai đỏ nè. Đây là ngọc trai đỏ nè mấy chị. Ngọc trai đỏ nè mấy chị thấy form đã không? Trời ơi cái form này nó đẹp lắm. Cái nhung này không phải là nhung mềm nhung rũ, nếu nhung rũ thì nó sẽ không ra form A, mà nhung này nó không cứng không mềm nhưng mà nó cũng mịn tay nha mấy chị nha. Nó cũng mịn tay ha. Cho nên là mấy chị lưu ý giúp em nha. À, hiện trạng ra sao em sẽ nói mấy chị vậy rồi. Để đo nha nha. Để chị đo. Để chị đo nha. Để đưa con nằm thôi. Con này nó có hai con. Con lựa ra đi. Con lựa ra đi. Ôi chị. Làm lỗi để ghi kho bình tân riêng này. Dạ đó cho. Đây nè đầm này em đo đầm này cho mấy chị ha. Trời ơi đầm này mà mang với giày thể thao em nói mấy chị đẹp, nó nhiều màu lắm nha. Nó rất là nhiều màu rồi. Đo ngực chưa coi dễ nha. Chị cho em cái nhung đen à, chị cầm tay à, nó không hở. Chị cho em cái nhung đen. Nhung đen cổ ngực phải không? Chị nói em cái nhung đen mà nó hở. Hở cái đường eo này nè. Em vô like tối hôm qua chị em mặc đi. Hơi bị sang. Mà nó kiểu như nó hở cái kiểu. Nó hở cái kiểu bình thường mà chị đâu có may đồ hở. Cái kiểu hở như tuổi trinh. Mà khi mà mặc lên con đó họ em nhìn thấy có một cái đường hở bụng đó. Nó làm nó hở ngay bên hông nè. Bên hông bụng nó làm cái người mình nó trắng bóc luôn. Cho em thêm một cái đo độ co giãn. Cho em thêm một cái ngọc trai nhung đen mà nhung đen tay phòng của ngọc trai này đúng không, lấy size 2 cho Thu Giang. Lỗi cùng bình tân đi. Trời con này mà đo chưa co giãn nhân lộ bằng thổ. Đo chưa co giãn là 106 lộ bằng thổ thôi. Đo chưa co giãn là lộ bằng là 106. 106. 106 108 là chưa co giãn á nha. Chưa co giãn là 106 108. Con này thực sự thì chị nào 90 kg cũng 80 kg cũng vừa. Nhưng mà với điều kiện mặc ôm, với điều kiện mặc ôm giống như Yên hay mặc á ha. Còn con này mấy chị mặc ôm không đẹp cho nên dưới 75 kg là được rồi nha. Dưới 75 kg là con này được rồi nha mấy chị. Có gì chị nhắn em liền nha. Lộ bằng thổ 106. Đây là cái đầm hôm qua. Giờ là em nói là chị nào mà thích cái mã này mà dớt đi tiệc là mê nè. Tại vì mã này nếu đưa lên mấy chị sẽ không có thấy form đẹp. Ngọc cây cổ không không. Toàn ngọc cây cổ của Thu Giang 300 nè. Xuân A hay xuân đứng? Nó xuân đứng, không phải xuân A. Mấy cái đầm thể thao đấy khi nào nó may xuân A lắm em. Mấy đầm thể thao ít khi nào nó may xuân A lắm. Nó may form A lắm. Coi xong rồi một để khi hút thuốc xong em hút thuốc xong em vô ngồi cái góc đây nè, cho anh Quỳnh nó làm hai bill chút xíu, làm hai bill thôi, chút xíu làm hai bill của chị Nhung với lại của chị bé heo, để cô thử mai tới có kịp không, họ đi em cưới bé heo muốn thứ hai gửi hay muốn chút nữa gửi bé heo ơi. Cái con đầm này nè, nhất là những chị nào mà bằng ký em á mà để đi tiệc là nên chốt con này. Ý Yên khuyên thiệt, mấy chị coi vải nè, này là Ý Yên khuyên thiệt nha. Con này chị nào 75 đến 90 kg hút. Con này có một cọng dây cục bụng nè, cho nên lên form đẹp lắm. Lên form rất là đẹp nha. Lên form cực kỳ đẹp luôn. Cho nên chị nào mà chốt con này á, chốt con này là mấy chị trúng mánh một khúc
250.000 đồng kim tiền, 75 kg đến 75 kg đến 75 kg đến còn cỡ 90 kg gì con? Không có được. Kêu ai? Không, chị đã nghe gần mới. Hôm qua đeo quên đem cái đầm cổ đổ này về. Mấy chị coi đầm cổ đổ nè, có ở trong có mút chú nè. Em nói hàng Việt Nam xuất khẩu nó may lên không chê vào đâu được rồi nha chị. Hàng Việt Nam xuất khẩu nó may lên là mấy chị không thể nào chê vào đâu được luôn. Con kiếm giùm cho Út cái đầm đó, còn một con nữa. Hình như hai con, Út nhớ là hai con. Ờ, để đi trễ luôn chứ cái hàng nó để lâu là người ta. Còn con này cái áo khoác đâu ta? Con này rớt cái áo khoác đâu rồi nè? Em lo cho mấy chị một con đầm cổ đổ mấy chị ơi. Một con đầm cổ đổ nhưng mà có bút chú ở trong nha. Xuất sắc không? Ôi bài này mà có size lớn nó chích bà với em. 60-70 kg đầm này mà có chị Song Anh là chị hốt liền. Chị Song Anh ơi, hốt liền cái vải đẹp lắm, không có rớt hột luôn. Không rớt hột mà phơm cực kỳ đẹp. Rồi chế nào mà 60-70 kg hốt con này. Bao phê lòi luôn. Bao phê luôn. Con này nè, bao phê. Bao phê con này nhà tôi uống. Tôi bước ăn cơm à? Em đi rồi chị Thanh. Chị Thanh nói tối qua đi bill rồi chị Thanh. Dạ nếu mà mấy chị đang kiếm một cái con đầm ren trắng để đi ăn cưới á, để đi chơi thì nên chốt con này. Mấy chị coi nó may cái vải nè. Mấy chị may mấy coi nó may cái ren và cái đường vải nè. Đã không? Form A nha. Đường vải rất là đẹp và form A. Mấy chị thấy không? Đường vải cực kỳ đẹp và form A. Con này là còn cỡ 60-75 kg. Trời ơi con này mấy chị mặc lên form cưng lắm nha. Tại vì á, thường thường á, tụi hàng Việt Nam xuất khẩu nó may hai lớp, nó rất là kỹ. Nó kỹ lắm, nó may cái ren cũng rất là đẹp mấy chị ha. Con này 60-75 kg đầm ren trắng. 250.000 đầm ren trắng nha mấy chị. Chị nào chốt 250.000 đầm ren trắng chốt giùm em. Em có một con đầm đi tiệc mấy chị ơi. Em có một con đầm đi tiệc nè. Mà con này có một con thôi nha, mai mốt mấy chị muốn có cũng không được. Con này khoảng cỡ 65-75 kg, 65 thì hơi rộng. 70-77 kg mấy chị nè. 70-77 kg nha con này. Mấy chị coi cái phơm con này nè. Mấy con đầm này 300.000 mà mấy chị mặc về không có chê vào đâu được đâu. Nè 70-77 kg đi. Rồi để bill thứ hai gửi ha. Rồi gửi bill nhung đi. Chúc làm bill nhung tròn 2 mẫu. Có bill nhung tròn 2 mẫu để kêu bé ship nó ghé nó lấy giùm. Mấy chị coi giùm em nè. Trời ơi đẹp không, nó làm phía trong cũng đẹp nè. Dạ con này á. Con này thì 67-68 kg cũng ok nha. 67-68 kg đến còn cỡ 77 thôi. 67 kg đến 77 kg con đầm trắng đi tiệc nha. 300.000 đầm trắng đi tiệc 67-77 kg. Kiếm gì Tây? Đây. Đừng có đụng vô cái bill của ổng. Ở đây làm bill đây, đừng có đụng vô. Mở ra trong coi hả? Trời má ơi chị Thanh ơi coi nè. Ủa chứ sao tốt qua chưa làm bill chị Thanh rồi mà lấy lại vậy? Chị Thanh ơi, coi ổng chưa gửi nè. Chắc ổng nghĩ là chị Thanh mua nhiều, mua thường xuyên á, mà ít chứ ổng không gửi. Chị Thanh ơi, thứ hai em gửi chị Thanh nha. Ghi giùm thứ hai gửi vô giùm vô cho ổng cái. Trời ơi, ổng là cái người quản lý ha, quản lý bill á chị. Chắc là ổng thấy chị Thanh thường mua mà bill có chứ cái ổng không gửi. Nè, tôi nói thiệt với mấy chị nha, hôm qua tôi giấu một con đầm này sai tôi nè. Hôm qua tôi giấu một con đầm này sai tôi nè, mấy chị coi phơm nè. Tôi nói thiệt, nhưng mà cái con đầm tôi nó bị lỗi, nó bị rách ở sâu luôn á. Nó bị lỗi, nó rách ở sâu luôn á. Đây nè. Hôm qua em giấu một con đầm này cho em nè. Có mút chú nè mấy chị, phúc sắc không? Có mút chú luôn nha, mấy chị coi nè. Trời ơi, dễ gì mà có đính đá đẹp vậy mấy chị. Không có dễ gì đính đá đẹp gì đâu. Để em chụp cái đính đá này lại, em may hàng xưởng mấy chị cho mấy chị nha. Trời ơi, em nói thiệt á. Cái con đầm ren lưới này á, mà mấy chị không lấy là lấy cái gì nữa, em cũng không biết là lấy cái gì nữa. Trời ơi em nói thiệt, nó xuất sắc luôn á.
size bé thôi nha. Cái con này size không có lớn. Con này size khoảng cỡ 60 đến 70 kg thôi. Con này nè, 60 đến 70 kg con này thôi nha. Cho nên chị nào 60 đến 70 kg hốt con này thì hốt giúp em. Mấy con đó đi chị cưới là ok, con gà mấy dầu luôn. Rồi em lên tiếp cho mấy chị đầm sơ mi. Em lên tiếp cho mấy chị đầm sơ mi. Đầm sơ mi này tí xíu rồi bỏ trong cái bao đầm đắp chéo luôn nè. Nè mấy chị, em lên cho mấy chị mã đầm sơ mi. Phun lạnh co giãn tứ về luôn nha mấy chị. Nhưng mà con này phơn công sở đẹp lắm. Con này phơn công sở cực kỳ đẹp luôn. Con này phơn công sở rất là đẹp nha mấy chị nha. Nè con công sở nè. Con này là đầm sơ mi. Có thể mấy chị thấy như thế này mấy chị nói không đẹp, nhưng mà con này đẹp cực. Con này nếu không đẹp thì em đã không lấy về rồi, em là người đi tuyển hàng mà. Con này phơn sơ mi đẹp lắm. Con này mà tối qua mấy chị coi mẫu mặt là mấy chị ghiền, mà mấy chị coi màu vải nè. Màu vải nó làm họa tiết cũng đẹp ha. Màu vải nó làm họa tiết cũng đẹp. Mà con này size nhiêu ký? Dạ con này size từ 65 ký đến 80 ký con này. Chốt giùm em đầm. Hay mấy chị ha. Chốt giùm em đầm. Đầm sơ mi. Chị nào chốt đầm sơ mi chốt lên giúp giùm em đầm sơ mi nha. Rồi em lên cho mấy chị một con đầm đắp chéo. Em lên cho mấy chị tiếp một con đầm cổ đắp chéo nè mấy chị ơi. Đầm cổ đắp chéo nha, đầm này size bé thôi, 60 đến 70 kg. Đầm cổ đắp chéo màu xanh. Khi mà mấy chị mặc lên á, chỗ này nó không có hở, nó tự đắp chéo qua như thế này luôn. Nó tự luôn. Khỏi cần mấy chị như thế này như thế kia. Con này 60 kg không mà lấy cái nó nữa. Lấy hai con đầm nữa. Con làm bill hai con đầm thôi. Để Út nhắn tin mía cho mình nha. Còn không anh bước anh cầm ra cho mình nha. Không, bé heo khỏi làm bill chị Nhung thôi. Rồi làm bé heo xong hả? Con xó đi bé heo nó để thứ hai nè con ạ. Cho nên để Út nói với con để thứ hai. Em lên cho mấy chị một cái con đầm của Tâm Mì. Con này size 16. Con này nếu chị Phương Đô thích thì nên lấy nè. Chị coi cái vải nó nè. Chị Phương Đô thích thì nên lấy nè. Con này mà về mình có một cọng dây nịt á, mình nịt ngay giữa bụng. Cọng dây nịt nha, không phải cọng dây. Chị nịt ngay giữa bụng, cái con đầm này tự khắc nó sẽ sang. Con này hàng Tâm Mì nè, con này 300. À, xin lỗi, con này 250 nha. Con này trong cái lô ngày hôm qua em xin lỗi. Con này size 16 nè chị Phương. Đầm nhung khuyết eo nha chị Thúy Nguyễn. Đầm nhung khuyết eo tối qua về hai mẫu chị cho Út con coi. Cho Út con coi đi. Trời ơi hôm qua chị Thúy không mua là không còn hàng để mua đâu. Hôm qua giờ bán cái bộ chiếc chó luôn. Hôm qua chị thấy em mặc là ngồi like không hơi bị xinh. Cái mặt anh nó ló đúng một cái đường này nè. Mà nó thấy bụng đẹp lắm chị. Nó thấy cái bên hông á, bên hông bụng nó dễ thương, nó có nhung đỏ và nhung đen nha chị nha. Ý hôm qua em hỏi chị không trả lời. Ý em hỏi chị là hồi bữa trước chị có trả lại shipper một cái đầm nhung 300 mà em không hiểu vì sao chị trả. Cho nên là phải đợi chị lên. Phải đợi chị lên là ý là hỏi tại sao chị trả cái đầm nhung nó 300 lại cho shipper. Mà bữa sau trước khi chị trả là chị phải nhắn tin cho em tại sao chị trả cái đầm nhung đó lại. Chứ không biết chị ưng vải đó hay không, có thể chị không ưng. Cho nên là em phải đợi chị. Khác mẫu là sao? Vậy mẫu này nó cũng khác nha chị. Mẫu này là chỗ eo là nó không có làm ngọc trai đều mà nó làm hai viên, một cách ra hai viên để nó có độ giãn. Nhưng nhung như mấy bữa mặc nhung như mấy bữa chị nha, nhung như mấy bữa. Hôm qua em để chị rồi đó. Còn mấy bữa sau là mấy chị là nhận hết bill cho em rồi. Hạ hồi phân giải tính sau cho mấy chị nhận hàng kiểu đó. Em không có quản hàng của shipper, của giao hàng nhanh được. Mấy chị làm kiểu đó là em không có thể nào em quản lý hàng gì hàng đi được. Tại vì bill của em là bill nào nó trọn vẹn bill đó, chứ em không có làm kiểu đó chị. Làm kiểu đó nó bị giống như là nó bị nói chung là mất đồ á, nó mất nhiều lắm. Dạ 300 hết rồi chị, 300. Đây nè. Chị Lam Anh Trần Thị hút cái đầm này nè. Chị Lam Anh Trần Thị đi tiệc hút cái đầm đỏ thì cũng đẹp nữa nè. 60 đến 70 kg mà đẹp không mấy chị? Trời ơi con đầm gì không chốt, mấy chị về đừng có để dài với mắt cá mà mấy chị cắt ngay tại ống quyển. Cắt ngắn ngay ống quyển. Trời ơi con này đẹp không? 60 đến 70 kg nè chị Lam Anh. Trời ơi mình có tiền mình đi mua những con đầm này không bao giờ có, mà form mình may lên cũng không bao giờ đẹp. Đây nè chị Lam Anh. Mà chị coi ren nè, ren mềm á. Ren lưới mềm mà đẹp cưng lắm luôn. Mà nghĩ tức mấy con đầm này 300 mà em bán không được, cái kiểu em bị tức á. Rồi lên tiếp nè. Rồi chẳng lẽ nè, em có một con hồng rút rồi nè. Cũng sai đó luôn á. Chị nào nhỉnh 2kg vẫn được nha. Chị nào nhỉnh nè, hồng rút nè. Trời ơi vậy mà mấy chị không chốt. Trời ơi em tiếc chết luôn á.
60 đến 72 ký. Tại sao những con nằm này mình bán không được? Thì tức rụng rung. Đã đổi đâu? Bữa anh Phước nói đổi mà ship chưa đổi. Tại vì không, chị cứ giữ hàng đó. Dù chị giữ hàng rồi chị chụp qua tin nhắn trong Facebook em ấy. Xong rồi tí xíu thứ hai em làm bill cho chị lựa đồ đi. Thứ hai em làm bill. Cái này của Cuba, lấy cái bịch vàng rồi ghi cho Cuba. Cuba 300, ghi ở dưới. Đợi chuyển khoản mới đi hàng. Mấy chị bơm là đợi chuyển khoản đi hàng hết. Đợi cọc cạc đi hàng hết. Mỗi em có nể nang con đéo nào hết. Trời, nể nang quá mấy má lên đầu á. Còn mấy má nào mà vô đặt hàng mà đã bơm hàng rồi hoặc là đã lình xình rồi là bill không cho dồn. Nhất quyết không cho dồn thêm một ngày nào nữa. Tào lao lắm. Nè, chốt đầm này đi mấy chị. Size số 10 nè, 60 đến 70 ký. Cái con đầm này chị Lam Anh Trần Thị không chốt phí nữa đời người nè. Đẹp chưa? Nè, bao bụng nè, đẹp không? Nó làm cái bao ở bụng nhẹ nhẹ rất là đẹp nha. Nè, đẹp chưa? 60 đến 70 ký nè, size số 10. Chốt giùm em đầm hoa. Đầm hoa số 10 250 đầm này để gần gần cho dễ lấy. Tại thế nào cắt cũng chốt. Rồi em lên cho mấy chị một con maxi. Một con maxi xanh nhạt. Con này có size 10, 12, 14 và 16. Chị có chị là sướng nhất. Dạ, chị mau gọn. Trời ơi, em nói thiệt chị chứ, 60 chị, 70 chị mà phải một chị bị bơm thôi chứ mà 69 bà mà còn lại bị hết, chắc em đi nhảy lầu nhảy cầu. Tại đó em đeo cọng thun sàn cửa, em tự tử em chết mẹ luôn á trời. Thiệt. Ở đây có nhiều chị cực kỳ dễ chịu với em mà nhiều chị cực kỳ thương em. Ví dụ như họ đi đâu họ còn đồ là họ cũng đều kiếm em. Còn em nói chị những cái người đó thì thôi em chấp nhận, thà không bán. Để đồ ở nhà nằm ngủ cũng được cho im chuyện mấy chị. Đầm maxi nè. Xuất sắc không mấy chị? Cột dây lên à, cột dây lên. Nhưng mà phơm này công chúa lắm. Phơm này tiểu thư lắm. Nhưng mà mã này là của kho khác cho nên 280 chứ không phải 250 nha mấy chị. Rồi đi luôn đi xử lý. Đi luôn đi xử lý ơi. Đừng quay về Việt Nam nữa được không? Đừng quay về Việt Nam nữa. Không ấy mình đi luôn đi, đi khỏi Việt Nam luôn đi. Cái đầm này em có hai con nè, con này size XL qua, con này quên đem về thử nè. Con này size XL là size em nè. Mấy chị coi cái vải của nó nè nha, coi vào vải nè. Cái kim tuyến này nó không có bị rụng, thứ nhất. Thứ hai ở giữa đường bụng nè. Đầm này là đầm yếm nha. Ở giữa đường bụng mấy chị mặc sẽ có ló cái bụng trắng trắng ra nè đó, dễ thương chưa? Đó. Nhưng mà con này mặc quyến rũ lắm, con này đồng tiền 300. Dạ con này XL á mấy chị. Con này XL là còn cỡ dưới 85 kg. Đó, mai mốt cho giá kiểu đó hàng đi luôn. Hỏi quá à. Vậy đó cha. Dán ở giữa chứ không phải dán ở cái mép. Sửa dán cái mép. Sửa, tao đủ mát vừa nói xong luôn á. Rồi lấy cái miếng băng keo, quần áo phía sau dán cái đường ngay chỗ mép. Cho nó hồ phòng thôi. Cái đầm này để cho chút gì. Có một con 60 đến 70 kg nha. Đầm yếm của chị Bình Bùi. Trời ơi con này đẹp lắm chị ơi. Con này đẹp lắm. Tuy ơi lấy đầm yếm mới quăng cái chéo ở sau lưng á. Cho chị Bình Bùi. Lấy hai đầm nhung ở sau xa XL cho chị Thúy Nguyễn. Đầm yếm. Còn đầm bông bi không em, vừa rồi chị lấy size L, bé mặc đẹp, bé nói mẹ mua thêm. À, chị có thể chụp hình vô tin nhắn cho em được không? Dạ, đây là rồi, Thúy Nguyễn 146-300. Nè, Thúy Nguyễn 146-300 nè, Úc Yên này đó. Úc Yên là mỗi con 300. Trời ơi, con đó chị mặc lên, ngày mai chị mặc lên, cưng muốn nát luôn thằng thiệt. Đưa cái đầm đó cho chị Bình Bùi, tính ra hàng Việt Nam xuất khẩu mà nó may đầm tiền vậy, chị Bình Bùi 300 là rẻ. Thật sự luôn. Nè hôm qua em về, nè con đầm này 100 kg nè. Trời ơi chị nào 100 kg hút cái đầm công chúa này giùm em nha. Đầm hồng ruốc nó size dưới 72-73 kg. Nè đầm hồng ruốc size dưới 72-73 kg chị. Mà nó đẹp hay chị Thúy. Ồ nó đẹp, ôi là nó đẹp luôn. Nói thật lòng á, hôm qua em có để một cái con này nè mà nó màu kem. Nó màu gì? Màu gì con? Màu kia kìa. Màu da. Màu da nè. Nhưng mà nó bị rách ở sau lưng rồi. Cho em đi nhíp lại rồi. Đó, hôm qua em có để cho em một con này nè. Nhưng mà màu rúng thì là con này đẹp lắm. Em nói thiệt. Con này tại vì em tại sao mấy chị biết em đưa tới đưa lui không? Tại vì mấy chị không chốt có kiểu em bị khó chịu á. Em nói đủ má thiệt. Biết con nằm đủ má nó đẹp. Trời ơi. Nè
con đầm 100 kg nè mấy chị. Mấy chị con đầm 100 kg nè. Trời ơi nhìn ghiền luôn. Nhìn ghiền bao phê luôn, nhưng mà 100 kg mà thật sự nó may rất là đẹp nha mấy chị. Em nói thật lòng luôn, cái màu vải nó cũng đẹp mà nó may cũng đẹp nữa. Caro này 100 kg nè. Con này thì dưới 72 nè, con này thì dưới 72 kg thôi, 60 đến 72 kg. Cái đầm bông bi mà hồi bữa nó có size số 10 không có hỏi chị. Đầm Việt Nam xuất khẩu mà 208 phơm dài dài đúng không chị Nguyễn Khánh Ngọc? Đúng không thì báo cho em một con gái chị nhiêu nhiêu tuổi vậy? Đúng không thì báo nè, nó có cái mã beo về nữa nè chị. Nó có mã beo về nữa nè chị ơi. Nó có mã beo nữa. Dạ, không vừa, vừa là em nói chị rồi. Nó có mã beo nữa nè chị Maria Khánh Ngọc. Nhưng mà nó ghi size 18 nhưng mà không có vừa đâu nha. Size này bé thôi. Size này 70 kg, 75 kg, để em coi thử size bao nhiêu ký. Em đo cái eo là em biết nhiêu ký liền rồi mấy chị. Mã đầm giống như hồi bữa 208 đó mấy chị. Mã đầm chút nữa bé nó lên riêng trọ hôm qua về lô tôm mì. Em nói mấy chị là hồi bữa giờ về riêng em chưa để con tôm mì nào mặc hết đó. Cái lưng á. Tối hôm qua em mặc con tôm mì nó vô, trời ơi em thêm một đôi ba phân nữa. Em nói mấy chị chết, con này eo 95. Con này eo 95, đưa vô đọc Maria Khánh Ngọc. Con này eo 95 nè mấy chị, con này còn cỡ dưới 75 kg. Chị nào 68 kg đến 75 kg chốt với con đầm beo, chốt với con đầm họa tiết beo này ha. Chốt giúp giùm em con đầm họa tiết beo này. Con này là 208. Con này 208 họa tiết beo. Chị nào chốt họa tiết beo chốt lên giúp giùm em 208. Chị má ơi. Má ơi, bà chụp, kêu bà chụp hết cái phông đầm lên, bà chụp đúng nhắm nhúm giải đó. Bà Maria Khánh Ngọc bà chụp, kêu bà chị vô chụp cái mẫu đầm cho em coi. Bà vô bà chụp đúng nhúm giải đây nè. Bà nậu cha nó chụp đúng nhúm giải, chắc tôi biết mã đầm tôi làm con chị luôn á. Thật tụi trẻ. Chị Bình Bùi ơi, cái đây là em năn nỉ và ỉ oi nè. Tại vì chị biết làm sao không, đầm đi tiệm. Mà chị ơi nói nghe nè chị Bình Bùi, không chốt tiếc lắm luôn á chị. Có 250 rồi nha. Em nói chị nghe, có 250 ngàn thôi. Chị Bình Bùi nè, chị nào nói chung là chị nào 75 đến 82 kg. Em nói thiệt, có 250 ngàn thôi mà lên một con đầm đi tiệc nè. Mấy chị thích chích ngắt chích ngư không? Coi vải nè, coi đầm cổ đắp chéo nè. Trời ơi, chết mà không kịp ngáp ngáp luôn á. Chị Bình Bùi chốt giùm em là con đầm này hả chị? Hết rồi, giờ em còn mẫu tương tự nè chị Ngọc. Đây đây, em còn mẫu tương tự nè. Chị Ngọc có ở đó không? Comment có lên giùm em nha. Trời ơi, làm ơn làm phước đi mấy chị. Làm ơn làm phước nha. Tối nay cho hết cái vàng đầm này xuống, để vàng đi tiệc riêng, để vàng ấy riêng. Chết ngắt luôn, không sống nổ luôn. Đây nè, cái đầm hoa con tối qua có cái đầm hoa nhỏ. Con kiếm cái đầm size nhỏ, để em lên mẫu khác cho chị lựa nè. Hôm qua em có con dùm á, chị lấy dương dùm đen, chị lấy dương dùm đen 160 chị lấy cho chị. 60 đến 75 kg nè chị. 60 đến 75 kg dùm đen. Chị nào chưa chọn cưng lắm, phải đuổi nha. Phải đuổi mà đẹp không mấy chị. 60 đến 75 kg nè. Hàng này hàng Việt Nam xuất khẩu, con này xả 160 ngàn. Chốt dùm em dùm đen, được 1-2 con vậy. Hôm qua tối qua con thử mấy cái con đều size nhỏ thôi. Ôi con hoa vàng đẹp. Đây. Con này là ý ủng hộ nè. Ok chị Thảo không? Con này nữa nè. Nè chị Maria Khánh Ngọc hút mấy con này nè. Trời ơi coi 250 nè chị. 250 mà không có đường lối thoát lui luôn, đẹp không? Trời ơi 60 nha, 60 ký nha. Coi thử sai con đó sai nhiêu. Dạ chị Thu Hương lên chiều cao cân nặng giùm em. Dùm đen này 160. Nếu mà dùm đen này nó mà vải la dông là chị Thương Ngọc vừa. Nhưng mà con này thì 75 kg thôi. Dạ chị Thu Hương cho em xin chiều cao cân nặng nha. Ví dụ chị Hương ơi, ví dụ như chị mới mua hàng em thì em nói luôn ha. Ví dụ hàng tới, chị kiểm tra đúng mẫu hàng chị đặt, thì chị trả tiền ship giúp cho em. Xong chị vào chị thử, nếu chật rộng thì chị cứ chụp hình qua. Chị trải cái dùm xuống đất, chị chụp hình yên ơi cái này chị bị kích này, em đổi size nha chị. Chừng nào không có size đổi thì em cho chị đổi mẫu khác nha. Đó. Em nói rất là rõ nha. Của chị Thu Hương. Thu Hương nghe chứ không phải Thu Hương nghe Ti. Em có mấy cái mẫu đó là mẫu khác. Chị Thương Ngọc Ti lôi mấy cái con dinh bên này qua đi Ti. Chị ơi đầm này nè chị. À chị ơi. Dạ 60. Trời ơi con này đẹp lắm. 60 đến 75 kg nè chị Maria. Trời ơi xuất sắc không chị.
Cô này không có một điểm trừ luôn á mấy chị. Từ hoa tới đầm tới mẫu nha, 60-75kg đầm hoa vàng. Nè dâm đen vẫn còn nè mấy chị, có rồi tôi khỏi lấy. Nè cái dâm này là chị dừa nè, cái dâm này chị Thương Ngọc dừa nè, 160 sale, 1m6-75kg dừa. Lấy Maria Khánh Ngọc con đầm vàng để chị in nha tí. Quỳnh ơi. Rồi 250 của chị Maria Khánh Ngọc. Nè con dâm này chế Thương Ngọc dừa nè, 60-80kg cung la dâm. Rồi em nói với mấy chị là đẹp lắm, xuất sắc lắm và dễ thương lắm. Mang thêm một đôi song đan là tự khắc nó sẽ đẹp. À tự khắc nó sẽ đẹp. Chốt giùm em dâm hoa trắng đen. Dâm hoa trắng đen nè ha. Dâm hoa trắng đen em còn được 3 con nè. Rồi em lên cho mấy chị một cái mã là dâm caro. Em lên cho mấy chị một cái mã là dâm caro. Cũng 60-80kg dâm caro nè. Xuất sắc chưa? Dâm này chị Thương Ngọc mặc bao cưng. Ha, à, đây, dâm caro. Chị nào chốt dâm caro, chốt lên giúp giùm em dâm caro. Hôm qua em có về một cái con đầm. Em ơi, chị cao 1m5, ngực 105, có đầm nào chị vừa không chị? Chị muốn có tay hay không tay? Chị Út Lâm ơi, chị nhiêu tuổi vậy? Chị muốn có tay hay không tay và chị nhiêu tuổi? Mấy đứa nốt nhìn chị Út Lâm luôn nha. Rồi, nốt chị Út Lâm gì nè. Nói chị Út Lâm là ngực 115 là tương đương 85kg chứ không phải, tại vì mấy chị lớn tuổi rồi, mấy chị hơi thấp nữa đó, cho nên là nó là ngực 115 là ghi là 85kg là y chóc ngực 115 luôn à. Chị ghi ngực 115 bằng 85kg. Ừ, khi ghi ngực 115 rồi ra kia ghi là cao 1m55, ở sau mở ngoặc cao 1m55, nặng 73kg. Bữa sau chị đi mua đồ chị Út Lâm là chị cứ báo chị là 80 hoặc 85kg là vừa. Em có một con đầm hàng Việt Nam xuất khẩu, mấy chị coi vải giúp em là vải caro nè. Vải caro nổi nè. Form này form đơn giản nhưng mà form này mấy chị mặc lên rất là sang. Em nói thật mà, tại vì em là cái người đi lựa đầm, đâu phải cứ hàng xấu là em lấy đâu mấy chị ha. Ủa Tu Hương này khách cũ hả? Dạ dùm 160 chị Trang Ngô. Chị 59 tuổi nặng 73kg. Có những cái mẫu của chị nha, có những cái mẫu của chị mà giờ em phải đây nè. Đây là... Dạ chị, em nói chị xong rồi nha chị. Ừ. Cái đầm này đầm hoa, ừ đúng rồi. Cái đầm này là ti. Đó đầm trắng đen lòi đây nè. Mấy cái đó là sai. Nguyễn Thị Thu Thảo đen. Chị đã Thảo đen này hả? Cái gì em coi thử em vừa không? Trời ơi con đen này vải đỉnh lắm nha. Con đen này vải đỉnh lắm. À Nguyễn Thị Thu Thảo nhiêu ký rồi quên lộn kêu em đồ ghê ợp. Nguyễn Thị Thu Thảo là đầm này hả chị? Em chưa, em để em coi thử sai nhiêu ký nha chị. Con này 250 thôi. Đen là đen gì chị ơi? Đen đầm phải không? Đen đầm form caro em đang cầm phải không? Dạ con này là khoảng cỡ, nếu mà con này đẹp á chị là 80kg. Con này đẹp á nha chị Nguyễn Thị Thu Thảo nhiêu ký. Nếu mà con này đẹp á thì 80kg, 75-85kg đầm này. 75-85kg đầm này nha. Đen của Nguyễn Thị Thu Thảo nè. Trời ơi con này mấy chị về cầm phơm mấy chị mê lắm nha. Vải cũng đẹp nữa. Vải cũng đẹp, chị Linh Phan lâu lắm mới gặp. Chị Linh Phan lên lại chiều cao cân nặng cho em. Nguyễn Thị Thu Thảo 250. Nè hai đầm của chị Út Lâm nè. Nói chung là nhiều đầm lắm mà giờ em nhớ được tới khúc nào em lôi ra khúc đó nha chị. Ở đây có ai chị nào 101kg không? Em nhớ được khúc nào là em lôi ra khúc đó nha. Dạ rộng rồi hả? Rồi từ từ đừng có im. Hồi chị Nguyễn Thị Thu Thảo rộng. Chiều đi đi coi cái rắc dây chỗ đó đi chứ sao cứ bị hoài. Chị Linh Văn nhiêu ký? Đầm đen. Chị Linh Văn đầm đen này chị Thảo không chốt được. Chị Thảo lên chiều cao con nặng cho em nốt luôn nha. Nè đầm này của chị Út Lâm nè. Đầm này của chị Út Lâm nè. Ở trong là đầm la dông, ở ngoài là áo khoác nó. Mẫu nó dính liền vậy làm chị 250. 250 mẫu đầm hoa. Ờ à, vậy rộng rồi. Chị Linh Văn em nghĩ cũng rộng. Chốt cho Lê Thị Thúy Quyên đi. Nó làm sao vậy? Một là mày ngồi xếp ngược lại, ngang lại. Chứ giờ mày để ngồi vậy cái cục 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 hồi cháy máy luôn á. Đụng vô một chút xíu thôi. Đụng chút xíu là nó đã di chuyển mà. Lên chưa? Mấy cái đó là đầu mình phải chạy liền cho. Rồi lên một con nữa nè chị. Chị Út Dung còn đó không? Nè lên một con nữa cho mấy chị nè. Trời ơi đầm này em á thì em chụp hình lên em bán là hơi bị nhiều nha. Đầm này phơm suông có dây cột ở giữa bụng mà cái em nói mấy chị cái vải này mình đi kiếm không có. Cái vải này là chắc chắn 100% là mình đi kiếm không có nha mấy chị. Chắc chắn 100% luôn. Là cái mẫu vải này mình đi kiếm không có. Nhưng mà hai con này á đầm 25
Dạ, 68 kg. Nó có một con rồi chị Ánh ơi. Đó, nó có ói mà giờ view lên xem. Ờ là chị chiều nhớ hốt kèo qua nha Phi. Là là mấy chị biết sao không? Kiểu gì ạ? Dạ, ok chị. Dạ, đầm này thì vải đẹp lắm. Đầm này vải đẹp lắm nha. Nói chung là đầm này bữa giờ em bán cực kỳ nhiều. Hình như còn 1-2 con à. Hết luôn rồi, con kia nó lại lại đi thôi. Dạ, ok chị Thi. Mẫu đầm 250 nè. Mẫu đầm 250 nè. Có một con có dây, con không có dây. Cái con không có dây là size của em. Còn con có dây thì size 90 kg. Lê Thị Thúy Nguyên lấy cái đầm đen chưa? Cái con size của em là 80 kg ấy. Cái con size của em thì 80 kg á, thì nó không có cộng dây, đẹp không mấy chị? Rồi lên như phân công chúa 250. Mà cái mà cái có dây á là nó cũng 250, mà nó là size 90 kg, 80 đến 90 kg. Chốt giùm em đầm sọc chữ V. Bãi thun la dòng 4 chiều rất là đẹp ha. Thun la dòng 4 chiều đẹp lắm. Chị Nguyên, cái con này chị Nguyên nên lấy nè. Chị nào mà bằng ký em hoặc hơn 5-7 kg nên lấy con này. Tại vì con này nó may bằng cái vải gì giống như phi bóng á. Ha. Nó có một cái chị Lê Mai. Con này mà nếu đẹp size từ 78 kg đến 88 kg. Lộn giùm Út với con. Đợi chút. Cái con này nè. Em nói thiệt á. Chị nào nhỉnh hơn em 5 kg hốt 250 mà đẹp lắm. Cái này của chị Huỳnh Hòn mà không có chị Huỳnh Hòn ở đây. Trời ơi, cái này mà chị Huỳnh Hòn nè. Nè, ti ghi cái đầm này 250 của chị Huỳnh Hòn đi. Nhưng mà nốt ở ngoài cái bì vàng á. Đợi hỏi ý chị Huỳnh Hòn. Chứ không á. Chứ không là chưa gì hết. Gửi như chị Huỳnh hôm qua cái bả buồn á. Đây nè chị Nguyên. Chị Nguyên coi đầm đi tiệc nè. Trời ơi, khi mặc lên cái form này á, nó làm rộng rộng mà nó làm sao xinh lắm chị. Nó làm mà em nói chị là hơi bị sang luôn. Đấy, đây nè chị. Nó làm kiểu cưng lắm. Nó làm cái kiểu rất là cưng luôn nha. Cho nên chị nào chốt cái đầm này thì chốt lên giúp dùm em. Đầm này size 80 đến 90 kg. 80 đến 90 kg. Dạ, đầm đó là 300 ngàn á chị Thúy Phương ơi, 300 ngàn. Nó lộ một cái đường eo ngay bụng mà em nói chị, nó trắng mà nó xinh lắm. Nó rất là sang. Đầm này, chị nào chốt đầm này chốt lên giúp giùm em. Trời ơi, em nói với chị nó mê lắm. Cái con này đi tiệc là nó mê lắm luôn á. Đầm này chị Thảo Hồ lấy đi. Em nói thiệt, 250 mà đẹp lắm chị Thảo Hồ, tin em đi. Cái đầm kia hình như không có còn tay, còn cái size lớn à. Đổi mẫu đi chị. À, cái này không có dây nè. Này không có dây. Chị Thảo Hồ. Ừ, Thảo Hồ. Còn cái áo này á mấy chị là có trong hai, nó có 3 màu. Nhưng mà ý yên 80 kg, mặc dù xích nhưng mà ôm. Nhưng mà cái ôm của nó rất là dễ chịu nha. Chị Thảo Hồ này như vậy? 250. Coi đọc rồi ghi cho đúng nha Tây. Lộn bill khách rồi, nhiều lúc khách cứ nghĩ mình tự chốt rồi khách cứ hờn. Không giữ ra. À, giờ mấy giờ rồi con? Giờ mấy giờ? 1:37 à, 2 giờ lên rin. 2 giờ hoặc 2:10, tại là xong cái line này tắt rồi đi qua kho kia mới lên rin được ha. Cái áo này mấy chị 60 đến 75 kg, với yên 80 kg mặc vừa. Nhưng mà chị nào cao cao giống ý yên thì hãy hốt 80 kg. Đẹp lắm, có 120, hàng Việt Nam xuất khẩu. Nó có màu đỏ nè mấy chị, nó có đỏ đô. Nó có bi trắng đen. La ơi vô mẹ béo. Lô la vô mẹ béo. Phải đợi nói lớn tiếng, không bao giờ thích nghe ngọt ngào á, tụi bay như vậy á. Thằng chồng cũng vậy. Không phải cái đó mà đầm đen hoa. Đầm đen hoa nè. Tôi có bên này nè. Đầm đen hoa nè mà chị Thảo Hồ lấy nè. Ủa nãy giờ em lên con đen hoa nè. Đỏ đô của chị Thảo nè. 120. Nguyễn Thị Thu Thảo. Chị Thảo nói cho em lên chiều cao cân nặng, để khi em vừa bán em vừa kiểm tra tụi chị vừa sai không nha. Dạ con này mã bi nè mấy chị. Xinh lắm, em nói mấy chị xinh lắm. Mã bi nè. Cổ đắp chéo mà cột bên hông nè. Mã bi. Nó có âm hả? À đầm đen hoa chị Thảo ơi, để coi sao đi đầm sai nè. 18 đứt chị Thảo Hồ. Mặc form thoải mái thì được à. Nhưng mà ý là em
biết rồi nhưng mà lên chiều cao con nàng để em nốt á. Dạ bi của chị Nguyễn Trinh nè. Bi Nguyễn Trinh. Bi đen, còn này là bi đỏ nè chị Trinh. Trời ơi con này mặc lên xinh lắm nha, có 120 mặc xinh lắm. Em còn hai con size nhỏ nè. Còn áo này còn một bao lần chị Dung Phương, áo này em hút nhiều lắm. Này phải không? Rồi đổi cho chị Thảo Hồ đi. Dạ con này là đỏ đô bi nè. Đỏ đô trơn, đỏ đô bi và đen bi. À, em nói chị là mặc form này đẹp lắm, mặc với chân váy quần cũng đẹp nha. Đó, 250 cũng băng luôn á con. Nhưng mà nói nghe, ý yên 80kg mặc vừa nhưng mà vừa ôm. Chị nào 60-75kg mặc đã được rồi ha. À, nó có đỏ đô, nó có bi đen, nó có bi đỏ. Chốt gì chốt lên giúp em. Em còn hai cái áo này nè, 100.000 con. Mấy chị ơi, 60-70kg. Chị nào thích mặc rộng thì đừng chốt form này. Tại vì form này là form áo ôm, mấy chị thấy cái tay nó. Cái mè con này bị lỗi à. Bình tân mới lỗi. Tuy lấy cho một con đỏ, một con đỏ với lại một con bi đen. Tổng cộng hai đỏ, một bi đen. Đầm xanh còn. Ủa gì á, con xả cái gì đây ra vậy? Con xả cái gì đây ra, Út nhìn hết hồn vậy con. Hên hồn á. Đó trời ơi. Mày xả cái đầm đó của chị Nguyên ra, bà cắt. Bà cắt cổ như cắt đầu dịch luôn á. Cái con đầm xanh kia kìa bà nội. Chết rồi, chết rồi. Đỏ đô còn không con? Đỏ đô một con. Đỏ đô của chị, đỏ của chị. Đỏ với lại bi đen của chị Linh Phân nè. Hai con của chị Linh Phan xong rồi nốt luôn nha. 240 của chị Linh Phan nè. Còn con đỏ này không con? Rồi một con đỏ của chị Dung Phương nè. Đen của Dung Phương nè. Đô la vô mẹ béo. Đô la vô mẹ béo. Hồi nãy em cứ gật cái đầu cái là vậy đó. Dạ bi đen của chị Phượng Chất tới đâu rồi lẹ lên. Trời ơi có hai cái biêu mà nãy giờ ngồi chờ nó, nãy giờ không làm gì được luôn. Bi đen của Phượng Chất nè. Đưa qua cho Quỳnh đi còn không để bên đây. Bi đen của Phượng Chất 120 nè. Rồi cái đầm xanh của chị gì đó đâu à. Từ đây đổi qua. Không phải đen hoa mà hai dây chéo đó. Ủa đen hoa nè mà hai dây chéo ta. Chưa hiểu luôn á. Cái đó cũng chưa phải của chị Thảo Hồ đâu. Xé xé liên hoa mà hai dây chéo. Nãy giờ like mất có nhiêu đây à. Chưa like nhiều luôn á. Nè đầm xanh của chị Dung Tô nè. 250 của chị Dung Tô. Tôi em phụ chất đó rồi phải không. Rồi bi đỏ của chị Kim Dung. Kim Dung ơi, Kim Dung lên cho em chiều cao cân nặng để em đo nha. Để em biết nha. Rồi của chị Kim Dung nè. Kim Dung 120. Lấy chị áo đầm đỏ sau lưng em đi. Dạ đầm đỏ biết nhưng mà size nhiêu ký chị Khánh Ngọc ơi? 73kg hả? Rồi lâu lắm em mới gặp chị Trang Phục Thúy Hùng. Đỏ đô trơn của Trang Phục Thúy Hùng nè. Trang Phục Thúy Hùng 120. Xin lại địa chỉ số điện thoại luôn nha. Trang Phục Thúy Hùng nè. Rồi đợi em chút. Chị Ngọc Hường đỏ đô nè. Chị Ngọc Hường đỏ đô 120 nè. Ý yên 80kg vẫn vừa nhưng mà ôm form đẹp lắm. Chị vô bay em ơi, tối qua em có chụp hình á. Dạ ôi chờ đợi em chút. Dạ rồi ai nốt cho chị Kim Dung luôn nha. Dạ đỏ 120 của Trang Ngô. Chị Trang Ngô lên chiều cao cân nặng để mấy chị mua đồ em canh size cho đúng á nha. Chị nào mà lỡ lùng thì báo em à. Rồi Trang Ngô 120 nè. Đi nè đó Trang Ngô 120. Em còn đúng một con áo này. Hồi nãy quăng cái áo lỗi Bình Tân mới. Em còn đúng con áo này 60-70kg. Mấy chị coi form này chốt giùm em sọc hồng. Sọc hồng nha con này tiên phòng. Con này dễ thương lắm. 60-70kg, 73kg lấy XL. Chị ơi lấy màu gì vậy? Chị lấy màu gì? Gì à? Áo đầm đỏ lấy màu đỏ con ơi. Dạ con đúng một con này 100.000 nè. 60-70kg. Chị nào chốt sọc hồng chốt giùm em. Maria Khánh Ngọc 300 nè. Đầm hở bụng. Đang lấy gì? Không giao được mà. Nốt trên bill đi. Anh có nốt trên bill đi. Nốt trên cái bịch vàng cho em. Là đợi kiểm tra cục hàng kia đi rồi mới đi hàng. Đơn giản mà. Dạ à, nhất là cái eo này nha. Chết vừa thường thường mà 60kg là eo khoảng cỡ 80-85 mà nha. Nốt đi mấy đứa ơi. Nốt của Trang Ngô.
có mấy chị ở dưới nữa đó con, nốt hết đây, chị đâu có chiều cao cân nặng nốt hết đây. Tộc Hồng 100.000 của chế Thanh Trần nè, còn tin chưa? Chưa. Dạ, rồi cho coi là cái đầm, để coi cho coi là cái đầm của chị Dung Tô màu xanh đi anh, màu xanh nhớt anh ơi. Trời, con đó đẹp lắm chị Dung. Chị Dung muốn em gửi hình không? Khỏi lấy đi anh. Chị Dung để em gửi hình cho chị Dung coi nè. Em mới chụp hôm qua á. Trời ơi, tối hôm qua chụp có 13, 14 cái đầm mà để lại hết 6 cái. Để lại hết 6 cái chị. Nè em gửi hình cho chị coi nè. Coi như hôm qua là đầm rin hết sập luôn á đó. Em gửi hình cho chị coi đó chị. Trời ơi, con đó để đi tiệc sang lắm. Đó, cho lộn số điện thoại chị Thanh á. Chị Trang. Chị Trang, nốt lại nha, con sai số điện thoại đó. Dạ, áo mấy chị có chốt nữa thì chốt nha. Rồi không bỏ vô đi con, nó không nó lộn đồ cái. Dạ, chị Ngô Trang ơi, em có chào chị Tâm nhắn á. Chị vô chị Trang xin số điện thoại chị nha chị. Rồi lên tiếp mã đầm nha, mấy chị muốn lên mã đầm chị báo em. Hôm qua em có một con đầm rin, cũng 250, nhưng mà đầm rin này mấy chị biết sao, cái màu nó bạc giống vậy nha, mấy chị đừng kêu em bán đồ cũ tội nghiệp. Tại hàng ở kho về sao thì em bán vậy nha mấy chị. Ha. Dạ đầm này size 14 dưới 77kg. Đầm này size 14 cưng lắm nha. Bao cưng luôn, dưới 77kg đầm rin nè. Đầm này chị Maria Khánh Ngọc lấy được nè. Đô la đi vô đi biểu. Nói một lần nữa nha, vô biểu. À nhả vô không quên hả, là bán. Đô la vô biểu. Vô biểu, đi thẳng vô, đừng có quẹo bên nào, quẹo bên trái, quẹo bên phải. Đứng lên đây. Đứng lên đây, mẹ biểu. Đứng lên. Đứng lên. Trời không miếng coi. Trông quá trơm nha mấy chị ơi. Đưa đầm đi nút coi em ngực như. Đầm này ngực khoảng cỡ 105 à. Rồi ra, ra chị Quỳnh chơi đi. Ra chị Quỳnh chơi cho mẹ bán đi. Đây ra Quỳnh. Cút. Ôi trơm quá trơm. Hèn chị Quỳnh thơm. Bao nhiêu vậy? Đầm gì gái? Cái gì bao nhiêu mà nội? Hỏi cái gì? Gắn cái đầu đuôi cái chủ ngữ cho coi. Đầm rin này á, ngực chưa giãn nha, mà nó không giãn. Ngực 101. Đầm rin 250 tròn qua được 3 con đầm rin mà mấy chị đi đâu vậy? 350, á lộn 250, có một con thôi eo trăm ân, ngực 101. Ngực 101 mấy cục cưng ơi, ai chốt trước lấy trước nha. Rồi em có một con đầm hoa cổ đắp chéo nè. Trời ơi, cái gu này em bán dữ lắm mấy chị. Cái gu cổ đắp chéo này nè. Em bán dữ nè, chốt đầm rin của chị Lộ Văn Hổ. Nè mấy chị, trời ơi con này xuất sắc không chị Maria Khánh Ngọc. Trời ơi má ơi, con này vải đẹp mà ta nói xuất sắc luôn. Con này dưới 77, dưới 75-77kg nha. Có một con thôi, chốt giùm em hoa đen dưới 77kg. 65-77kg con hoa đen. Chị nào chốt hoa đen chốt giùm em 250.000 mỗi mẫu có 1 cái. Cho mượn là cái đầm hồng rút ơi. 60-72kg đầm này. Ai nói nghe nè, có 250 à. Chị Ngô Trang ơi, bên em có treo vậy chị Bùi Trang xin được chạy xuống thôi nha chị ơi. 60-72kg nè quý vị, đẹp không? Trời ơi, mấy chị giờ cắt lên tới ống quyển nó đẹp lắm, hoặc là để dài tới mắt cá mặt cho nó sang. Đẹp không? 60-72kg, trời ơi, ta nói. Hôm qua lén lén cũng để lại một hai con gì đó. Con này nó có hai màu, màu da và màu hồng rút. Vậy đâm đi khách lấy không chị? Đầm rin khách lấy rồi bé Trinh ơi. Em đang ra một mã đầm rin nha. Đầm rin cổ yếm, cổ sơ mi trên này mà yếm sắc lách đẹp lắm. Nhưng mà xưởng em ra. Nha, xưởng em ra. Lấy đầm hồng. Lấy đầm hồng của Nguyễn Trinh. Trời ơi, con này 300 mà chị về chị mặc. Em nói thiệt với chị á, đừng có nói cái gì hết trơn hết trọi. Chị để nguyên cái phơm dài tới mắt cá. Chị mặc đi tiệc cho em. Chị quát hết cái sảnh cho em. Nha. Nguyễn Trinh bên trên. Em lo cho mấy chị một con đầm xanh đắp chéo. Dạ con này á mấy chị, là con này có size nha. Con này có size. Còn con màu da nữa, con lục con màu da đi. Con này có size nha mấy chị. Thông báo con này có size cho mấy chị ha. Con này size dưới 77-78 tí rồi con này sang. Con này mấy chị đi biển bao đỉnh. Cái màu hoa nó cũng đỉnh nữa nha. Cái màu hoa nó vừa đỉnh mà vừa sang. Để thứ hai lúc đâu gửi nha chị. Thứ hai mới gửi chị. Nè còn một con nữa nè chị Trinh. Còn một con màu da mấy chị, màu da. Cái này màu da nha. Ai chốt màu da, chốt giùm em màu da. Màu da. Màu da nó cũng đẹp, 60-72kg màu da. Ai chốt da, chốt lên em da. Em lên cho mấy chị một con mã hồng. Mai gửi đôi đen tứ. Gửi bà sao mà lúc nào bà vô bà đặt hàng. Nó là tính nóng nhỏ không cao nha. Lúc nào vô đặt hàng cũng hối hết nè. Qua lấy, bắt cà rác qua lấy họ
mấy chị một cái mã đầm hồng. Đầm hồng này 300 nè, à, mấy chị coi form nha. Đầm hồng này nhiêu ký? Đầm hồng này dưới 75-77 kg. Đầm hồng này dưới 75-77 kg. Ở sau lưng nó sẽ như thế này. Trời ơi, biết tao nóng luôn trời đây nè. Khi mấy chị mặc lên nó sẽ hở cái đường lưng như thế này mà kệ mẹ nó, mấy chị đẹp là được mà. Ha? Ở sau lưng nè. Trời biết tính nóng giống tôi luôn trời, à, nay bớt nóng. Con chị ba á, Thanh Dương Dương. Bữa nay là em khác rồi chị, em khác xưa lắm rồi. Ai chửi mắng thì ta giả điếc nữa, nghe chưa? Đô Lê ơi, sao con mới tắm xong con đi dưới đất vậy Đô Lê? Vô biểu này đây. Vô đây. Vô sạch sẽ nằm nè. Cái con này đẹp nè chị, trên 250 mà đẹp nè chị. Em nói thiệt luôn, con này vải đẹp, chị coi cái ren mềm của hàng Việt Nam xuất khẩu nè. Trời ơi, con này em nói với chị coi nó may nè. Nó may cái đường này đẹp không? Con này đẹp lắm. Hỏi là Dương Thanh Thanh build 888 phải không? Tự nhiên cái hỏi Dương Thanh Thanh build 888 cháu anh. Nhỏ nó đang làm việc đó. Ông coi kiểm tra thử trong build đúng 888 không? Cháu anh á. Mày sửa giống Miu đi cháu anh. Chỉnh đi chứ mày nhìn sao gì vậy? Thì đọc đi để xác nhận lại. Có rồi mà mày không nói. Rồi chị đọc rồi đọc code đi. Thôi mày nhắn cho shipper nè. 254. Nhắn cho shipper cháu anh. 254 à? Người ta hỏi Miu nhiêu cháu anh. Nhắn cho shipper đi cháu anh. Đâu hả? À vậy. Chết mẹ, có một cái Miu gì tối hôm qua anh đi cái Miu đó qua làm anh. Cái Miu gì tối hôm qua anh đi qua làm anh. Rồi chị Quy Quả chuyển khoản 500 rồi, còn lại còn nhiêu bill thu sửa cốt luôn đi. Giá đầm ren nè mấy chị 60-75 kg có sai. Có sai nha mấy chị. Quỷ này tao nóng đâu còn mày lại bận. Ngày xưa lúc mà tao nói thời cơ hàng cơ cực mà vốn buôn bán quần áo có 800 ngàn á, thì em đi kho hàng xuất em có lụm một con đầm. Đầm body này nè mấy chị mà màu đen. Thì hôm nay mình em đi kho hàng xuất lại thì em thấy một con đầm body màu lông chuột, thế là em vớt về 250. Dạ 60-82 kg ok nha. Nè, bãi gân đẹp không? Trời ơi, con này mang cái giày thể thao đẹp lắm mấy chị. Đi vô đây, mẹ béo. Hả, bạn đi vô đây. Còn thu nhiêu tiền hả? Em có một con đầm yếm 60-70 kg nè, đẹp không? Đầm yếm hoa, vô béo. Chị nào chốt đầm yếm hoa, chốt giùm em đầm yếm hoa 60-70 kg, vô đây. Vô mẹ béo. Đứng lên đây. Nằm chưa được nóng đít chưa vô. Mình chó cũng mệt. Đầm xuống đây cho sạch sẽ. Đầm lông chuột 250 của chị Linh Phan. Nè. Linh Phan 250. 60-70 kg đầm hoa, mấy chị thấy hoa đẹp không? Ôi hoa đẹp mà hoa sang chứ hoa quê. Hoa không có quê rình nha mấy chị. 60-70 kg. Chốt giùm em hoa xanh. Chốt giùm em hoa đủ màu hoa xanh. Chị nào chốt hoa đủ màu hoa xanh chốt giùm em. Hoa đủ màu hoa xanh. Dám. Dám đi. Dám đi. Em lên cho mấy chị một con dùm giải co giãn. À, 60-80 kg. Ha. Chốt giùm em dùm họ tiết trắng đen. Mẹ nói không có đi đâu nha. Ngồi xuống đó. Đừng có giỡn mặt mà ba quắt cái đi à. 60-80 kg chốt giùm em. Dùm, à, dùm hàng Việt Nam xuất khẩu phun co giãn 4 chiều trắng đen. Ha. Dễ giàu thoát khỏi vòng tay lao lý của tao. Ba cho con đi á, cho con đi với ba đi. Đây ba, đi đây ba đây. Đó, thấy chưa, thấy nó ghê gớm chưa, ghê gớm. Chị Linh Phan ơi, bên em nhắn tin với chị không được á. Chị Linh Phan ơi, chị vào cho em lại xin địa chỉ số điện thoại nha. Em lo cho mấy chị con đầm hồng ruốc nè. Trong này vải đẹp lắm. Năm nay chị mình bùi mặt sướng lắm. 250 hồng ruốc. Con này sang lắm nha mấy chị. Con này mặc lên sang ngang sang dọc luôn. Chị Linh Phan vào cho em xin địa chỉ số điện thoại nha chị. Gì tí hả con? Nó làm yếu chi. Em có áo sọc nè, 60-85 kg, có 100 ngàn hả quý vị, đẹp không? Dễ thương lắm, form này hơi dài tí. Bình thường nó sẽ tới đây thôi. Ờ, form này nó hơi dài hơn có nhiêu đây à. Mấy chị không thích form này về. Lên like 10 ngàn. Rồi, đây nè mấy chị. Chốt giùm em áo sọc 60-85 kg. Dạ có còn được 2 con nha. Còn được 2 con mã này. Chị nào chốt mã này chốt giùm em.
Trời ơi, hồi nãy em có con đầm này nè mấy chị. Hồi nãy là size 60 đến 70 kg nha. Con này size yên. Con này size yên, chẳng lẽ giấu nữa chứ. Này nội trang qua quên giấu, quên mặc con đầm này. Nè mấy chị coi đầm cổ đổ mà đi tiệc nè. Ở trong nó có miếng mút vú nè. Ở trong nó có miếng mút vú. Bên Phan cách cũ lâu lắm rồi mà. Sao nhắn tin không được. Đầm này đầm cổ đổ đỏ nha. Đầm cổ đổ đỏ, đầm này size 80 kg nè. Chị nào dưới 82 kg hút cái con đầm đỏ này mấy chị coi nè. Đỏ này không có rớt hột nha. Mà có 300.000 con à. Có 300.000 thôi. 300.000 con đầm này. Chị nào chốt đầm này chốt lên giúp giùm em nha. Em lên cho mấy chị một con đầm vàng này. Không biết chị Vương Hàng Lâm Star. Nè, đầm vàng hàng Việt Nam xuất khẩu có 250 thôi. Nhưng mà con này tương đương là 80, 85, 88 kg nha. Em nói thiệt, cái vàng neon này khi mấy chị mặc lên cái form nó đẹp lắm. Con này nếu chị có chị Lâm Hằng là chị Lâm Hằng sẽ chốt liền nè. Nè chụp đi coi. Con có con đầm hàng là Việt Nam xuất khẩu 250 nè chị. Ba chị Lâm Hằng hơn stay coi. Phải co giãn 4 chiều nha. Hôm qua, tối hôm qua Yên mặc cái con đầm đen mà mang cái ba lô mấy chị thấy không? Rồi Tuy Tuy qua coi thì con bao đầm đen đó. Tuy nó giấu đâu. Tuy đây à, đây kìa kìa. Đây kìa. Lâm Hằng hôm sửa tay. Lâm Hằng chuyển đơn 770. Ừ để sửa luôn. 700.000. Nhiều. Điều đó nhiều. 770. Rồi để chút để tối nó sửa con. Đây là cái bao này nè con. Cái bao đầm nó con bỏ vô bao đầm 100 kg nè. Có chị nào đây 100 kg, 101 kg không? Em có con áo nè 100.000 nè mấy chị, vải đỉnh luôn. Áo xanh con này size 60 đến 85 kg nha. Em nói với mấy chị là vải này là đỉnh mềm. Vừa mềm vừa êm vừa mịn nha. Vừa mềm vừa êm vừa mịn. Khoảng cỡ 15 phút sau là bắt một cái like để like rin nha. Làm ơn vô mua rin đi, rin đẹp cực kỳ. Hàng Việt Nam xuất khẩu nó hơn hàng xưởng gấp mấy lần á mấy chị ha. Có chị Hoàng Dung, áo xanh của chị Sunny Trương 100.000 mới in. Trời ơi xếp em nhiều lắm chị, xếp chân váy quần đúng không? Em nhiều lắm. Chị Hoàng Dung nhắn tin cho Yên đi, Yên gửi hình ra tại mẫu nó chụp hết rồi nha, tại vì giờ cũng 10 phút nữa em nghỉ cái like này rồi đó. Nè, hôm qua chị xin đi Trương không chốt mã đầm này, chốt đi nè. Nè, đầm này đầm thun nha mấy chị, thun mà em không biết nó là cái thun gì của hàng Việt Nam xuất khẩu á. Mà nó đẹp dữ dằn lắm, 60-70kg, 220.000 đầm này. Chị nào 60-70 hoặc 72kg chốt con đầm này, mấy chị coi form nó đẹp không? Trời ơi, form nó đẹp mà cái vải nó cưng lắm. Nè đây là cái mẫu đầm mà hôm qua á mấy chị. Đây là cái mẫu đầm mà tối hôm qua Yên mặc mẫu. Chị nào mà bao trên 70kg đi mặc phơm rộng giống như Yên 70-95kg. Em nói thiệt 70-95kg mặc con đầm này không bao giờ hối hận. Không bao giờ hối hận nha. Em nói thật lòng luôn. Chị nào mà chốt cái con mã đầm đen này là 70kg-95kg, 90kg nó sẽ bao đẹp hơn. Mang với giày thể thao mấy chị. Mấy chị mà vào bay của em, mấy chị coi em mặc cái mẫu đầm này. Em nói chị nó sang lắm mà có 200.000 thôi. Có 200.000 thôi nha. Còn chị nào size nhỏ thì mặc mấy mẫu này. Rồi đây mẫu hồng nè. Mẫu hồng nè chị xin đi Trương đẹp không? Và nó có cái đường dưới đây nè. Nó có cái đường gần như đây nè. Có đường rút à. Nhưng mà mấy con này đẹp lắm. Mấy con này dưới 75-77kg nha. Đầm sọc hồng. Thế đây là bình tầng mới đúng không nè? Đúng rồi, bình tầng mới. Ngoài giờ có bia chưa không? Hồng bữa đi trẻ không em? Đi trẻ. Em lên cho mấy chị một con đầm sọc cũng 200 nè. Đầm sọc này size khoảng cỡ dưới 77kg nha. Mấy con này mang với giày thể thao nha mấy chị. Em lên cho mấy chị con đầm rêu, con này size 100kg. Đầm rêu size 80-100kg đầm rêu. Có một con thôi cho nên mấy chị tranh thủ chốt nha. Đầm rêu có một con thôi. Một con đầm rêu. Em có một con hồng rút nè cũng size đó 80-100kg. Đầm gáp 200. Đó thì giờ đầm này thì em có nhiêu đây nha. Rồi vậy em rồi vậy em ngừng like nha. 15 phút nữa là like hàng Việt Nam, like rin Việt Nam xuất khẩu. 15 phút nữa mấy chị vô like giúp em nha.